Hôm nay là ngày 23 tháng 6. Sau khi sư đi Đà Lạt về, sư có giảng bài kinh 66 lần đầu tiên tại Tinh Xá vào ngày 23 tháng 6. Kính mời sư huynh đệ cùng nghe. Chúng ta khỏi lạc vườn lắm mà. Nhưng là sau khi Phật tịch vượt rồi không kháng là lạc vướng ma hết, tức là trở về tư tưởng hết. Cái khó mà đi ra bát nhã được. Thành ra giữa cái bát nhã và tư tưởng khó mà phân biệt được. Nhất là tứ thiền với mặt trăng thứ ba là khó phân biệt được. Thành ra giữa hai cái lối tư nó khác nhau với ta. Một trời một vực, một cái thì luân hồi sinh tử, một cái thì tánh bất lừa sinh tử, thì từ xưa giờ không chứng ra được hết, thì chúng ta thấy chỉ có thái tử khi đặt ta tìm ra mới đặt quả Phật. Thành ra ngài cái lý do mà tôi đối với tôi không hiểu là ngài muốn lựa hoài, không muốn đi giá quá. Thì bây giờ tôi mới hiểu được cái lý do tại sao ngài lựa không muốn đi giá quá. Mình sẽ thấy bắt nhãn ngược hết trơn với cái lối tư tưởng từ xưa tới bây giờ. Thành ra rất khó mà tư. Người cái giải thích thì cái hiểu về cái nắm vẽ mình thấy là khó rồi. Khi hiểu được nắm vẽ rồi mà sống được như cái hiểu biết đúng đắn của mình, thì chúng ta chỉ có thể nói trời ơi là rất khó. Thì cái tập khí, cái thói quen của mình rồi, luôn luôn nó trắng cả lại. Tôi hiểu rồi nhưng mà tôi thấy khó sống. Khó sống thì là tôi cũng hơi lưỡng lự, thấy là khó sống được với cái lối sống bát nhã. Khó bởi vì nó quá giản dị. Quá giản dị, cái giản dị là cái chết người, giản dị nó chỉ là cái một thôi. Còn cái luân hồi thì nó phức tạp. Chúng ta quen cái phức tạp, tức là chúng ta quen cái điều kiện, cái nhân quả. Điều kiện nhân quả thì phải có vấn đề. Mà chúng ta sống có vô số vấn đề. Mà bát nhã nó chỉ có cái một là nó chiếu hết trơn tiêu hết, không còn một cái gì hết. Có một cái một đó thôi. Tức là cái lặng lẽ đó thôi. Từ nhập lưu cho tới vô lai chỉ có một cái một đó thôi. Nó chiếu cái vô số cái người tan hết. Một cái một đó là cái khó trở về. Cái khó hết. Nó là nhìn tất cả mọi sự vật mà ta đứng lặng bất bước. Không phê phán, không chỉ trích, không cải sửa, không gì hết. Nhưng mà phải quan sát từng sát na này qua sát na khác một cách lặng lẽ, tức là quan sát mà không có người quan sát. Đó là một cái gì ngược đời của chúng ta, như cái khoa học. Khoa học quan sát là phải có đối tượng được quan sát. Còn nó quan sát mà không có đối tượng, nó là cái khó. Mà chúng ta quan sát thường thường chúng ta tập trung vào một đối tượng hoặc là hai đối tượng với định lực mạnh, hoặc là ba đối tượng, hoặc là nhiều đối tượng. Còn cái này nó vô lượng đối tượng. Thường thường tôi là chúng ta phải đấu lực căn, đấu lực căn, diệt lực căn, cảm lực thức. Còn cái này nó mở tác quá cả sáu căn. Nó là một vấn đề chúng ta thấy nó lạ lùng. Từ xưa giờ tôi mới thấy là nó hơi khó. Nó không có vấn đề tập trung. Thành ra nói là cái bát nhã biết thì tai, nó bát nhã không biết là tất. Nó không biết gì hết mà nó biết tất cả. Cũng như chúng ta nhìn chúng ta niệm Phật chẳng hạn. Thì niệm Phật theo thường hơn, chúng ta niệm Phật thì chúng ta tập trung cái niệm Phật. Chúng ta gạt hết tất cả mọi chứng động khác ra. Mà chứng niệm Phật nhỏ thì chúng ta biết chúng cần Phật nhỏ, mà chứng niệm Phật lớn chúng ta biết chứng niệm Phật lớn. Mà hãy có cái tiếng ca nhạc, cái tiếng tân nhạc, cái cổ nhạc thì chuyên vô chúng ta bắt đầu nghe ra thì chúng ta không biết ở đây là niệm nhỏ hay niệm lớn. Và chúng ta phải tập trung trở lại, giống như thầy giáo mà nắm cái thước xuống đây vừa bản để học trò nó gom lại đây, đừng có bị tán loạn cái tâm, tán tâm ra ngoài. Thì chúng ta quen theo cái lối đó rồi.
Rõ nghĩa là chúng ta có thể tập trung vào hai ba đối tượng một người. Như ông nào phải lên nó đã làm thì nó tôi rất là kính. Nó là một bậc, tôi bậc chủ nhân cũng có thể làm việc 4-5 việc một lượt. Điều khiển đội đánh cạnh giết một bức thơ cho nước khác, rồi nói chuyện với một người chúng ta bên quân đội cũng làm luôn 3-4 việc lượt. Mà ông quay lại ông cũng nhớ ông tới đâu, ông đưa nhớ tới đâu, ông đường đó qua bên này rồi trở lại ông biết mình nói tới đâu ông tiếp tục. Thì cái đó mình thấy nó khác chưa rồi. Nhưng mà nó cũng đặt trên vấn đề hiện tượng với hiện tượng. Cho một người bát nhã nó khi mà niệm Phật thì nghe tiếng niệm Phật chứ không phải là tập trung vào cái tiếng động mà trở về cái bản thể niệm Phật. Mà trở về bản thể thì chúng ta có thể là vừa niệm Phật vừa nghe tiếng, vừa nghe tiếng ra vô, vừa nghe tiếng động khổ, vừa nghe tiếng tăng nhạc, vừa nghe tiếng gió thổi, vừa nghe tiếng chim chiêu, nghe hết tất cả. Nghĩa là không có đấng cái căn nào hết trơn, mà không chạy theo tiếng mà nghĩa là trở về với cái tánh nghe. Mà cái tánh nghe thì nó không là gì hết, mà nó là tất cả. Tất cả đều phát hiện ở nội nơi nó. Nói cách khác là không phải mình nghe tiếng niệm Phật, nghe tiếng chim hót, hay nghe tiếng ca vọng cổ. Mình chính là tiếng chim hót, mình chính là tiếng ca vọng cổ, mình chính là tiếng ca tăng nhạc. Mình một người đó, mình không phải lấy người đó làm đối tượng, mà mình chính là người đó. Người đó đang đi chính là mình đang đi. Cái bản ngã nó phải vậy đấy. Rồi con chó đi, con heo đi, con bò đi, rồi tiếng chim chim đi, thì chúng ta chính là con chó, chính là heo, chúng ta đang đi trong đó. Đó là vấn đề thể nhập. Nhưng là chúng ta trở về cái lặng lẽ rồi thì lặng lẽ nó bao trùm hết tất cả. Nên là cái đường lối tu tập nó khác, nó chỉ có một cái lặng lẽ thôi. Nó đi vào hết tất cả, chừng đó mình không còn là mình nữa. Mình là mình mà mình là tất cả. Còn nếu mình không phải là mình thì tất cả cũng không phải là mình chỉ là cái cánh rỗng thôi, cái chân không thôi. Còn nếu mình là tất cả thì mình vẫn là mình, thì mình là luôn tất cả. Thì không còn có một cái ngã riêng biệt nữa. Khi nào chúng ta trở về căn lẽ thì chúng ta thấy được cái đó. Thì theo tôi cái đó mới thật sự là bát nhã. Thì nó khác với cái lề lưỡi. Một cái sắc vững từ xưa thì chúng ta giảng thì nó cứ khác nhiều. Thằng đã tên thử lăng nghiêm là cái kinh bí hiểm, thì cái kinh khu vô cùng cơ động, và cũng là một cái kinh rất là hay. Nghĩa là chưa có cái kinh nào rõ ràng bằng. Nó rất khó, nhưng mà rất hay. Không có kinh nào mà giảng về tư tưởng và bát nhã giữa, tư tưởng và bát nhã rõ ràng bằng kinh thử lăng nghiêm. Nhưng mà phải mạch à, ngẫm sâu xa mới thấy được. Thành là cái danh từ nó định nghĩa đó, tắc vững là tắc vật không. Chúng ta thấy chết như chữ tắc vật không. Còn thọ vững là tức và ly. Thì tức và ly cũng là giết chết chúng ta đấy. Còn tưởng vững là nhớ và quên. Mình phải hành vững là sinh và diệt. Còn cái thức vững là đúng lặng, mặc vào đúng lặng. Chỉ đưa ra vậy thôi, không có giải thích là sắc và không là cái gì. Chúng ta chết đi cái chữ không. Còn sắc và ly thì chúng ta chết đi cái chữ ly. Những năng toàn là đề nghị không à, chứ không có giải thích. Những cái danh từ hư vô như tế hư minh ra nói chúng tôi định tưởng dung không là chỉ đưa ra danh từ, những hiểu thì sao lại hiểu. Thì theo tôi hiểu đó, thì chỉ tắc đó là chỉ cho tư tưởng, còn chỉ không là chỉ cho bát nhã đấy. Như là căn thức và căn. Còn chỉ xuất ly cũng vậy, chỉ xuất là hiện tượng giới là tư tưởng, còn chỉ ly đó là bát nhã đấy. Còn nhớ và quên cũng vậy. Cái nhớ là bên hiện tượng giới, còn cái quên đó là bên bát nhã.
Còn xin và diệt cũng vậy, cái xin là hiện tượng giới, còn cái diệt là bát nhã. Cái này là đưa cái đối tượng giữa tư tưởng và bát nhã, giữa thức và tánh, giữa luân hồi và giải thoát. Thành ra cái gì thức học nó đề nghị là như giả năng phân thức vũ cảnh. Cái chắc không khó mà phân biệt được, cái thức và ly cũng khó mà phân biệt được, từng cái nhớ và quên cũng khó mà phân biệt được. Thì chúng ta phải giảng làm sao mà cuối cùng cũng phải nhất trí. Nhất trí tức là toàn thể từ địa ngục tới cõi còi phi tư tưởng. Thì bên đó có cái thức về cái căn. Thì ngay trong cái thức đó chúng ta phải nhận ngay trong cái căn đó. Nhưng nó rất khó phân biệt. Thành ra mình không có thể bỏ cái cuộc đời này mà tìm cái nước bạn. Nhưng nước bạn nó ngay trong cuộc đời, nhưng cuộc đời tôi tất cật thức. Mà nước bạn tất cật ăn. Một cái là sống, một cái là nước. Cái đó thì chưa thật sự biết rất nhiều rồi. Tôi cũng đã biết từ xưa rồi. Nhưng biết quá hời hợt. Quá hời hợt. Chứ không có cái gì rõ ràng. Thì là cái cách tu tập chúng ta nó cũng hời hợt. Chúng ta đi vào có nhập lưu là không khó mà đi được. Sau qua cái kỳ tôi muốn là lạc này tôi rất rảnh thì nghĩ có đơn vị tôi mới đi vào chiều sâu được, tôi ở trên tháng này tôi không thể đi vào chiều sâu được, nó bận rộn đủ thứ hết trơn. Khi đối cảnh rồi thì thường mình sống mình tư tưởng không à, mà còn làm phiền người khác là nhiều người còn hiểu lầm đấy. Mà mấy người mà tôi cho bán nhã thì tao không hán hiểu lầm, tao không phải tệ đâu, anh ta thấy người ta là ta nói vậy à, nhưng đó là những người chính xác á, tao không còn phiền não nữa. Còn nếu mình sống tư tưởng là phải chuẩn bị nói theo cho ta vừa lòng, phải rào trước đó sao, vừa lời mà nói cho vừa lòng nhau, mà hãy lựa lời rồi thì không gì bắt nhã được. Mà nếu không lựa lời thì không thấy đi vào bản năng, tức là sống như loài súc sanh, thấy người ta nói vậy nghĩ tao nói vậy thì trả lời lời khác. Còn cái bản nhã là thấy người ta nói vậy là tôi thấy bằng trực giác, mình có lo lời khác thì ai cái giống giống nhau. Chúng tôi thấy nó là khó đấy. Còn nếu cái sống mà cái thiết chuẩn bị á, nói là cuối cùng sau thì không bao giờ đi tới nó nhả được. Thì uống lưỡi 7 lần trước khi nói thì cái sống đó là sống người trời đấy. Rồi hỏi uống lưỡi thấy sao nói vậy, đó là cái sống của thức tâm, của cái bản năng. Thì khá, còn bát nhã cũng giống giống như thức tâm. Và tỉnh thức thì ta theo cái tỉnh thức ta nói rồi, chứ người ta không có nhảy cái chiều vậy. Thấy sự thật là nói sự thật rồi. Ai đau lòng những sự thật thì đáng chịu. Thì cái đó phải là bậc thánh hơn, đừng có phiền não nữa. Còn nếu phiền não là sao? Về là nó trở lại tư tưởng đó. Thì tôi thấy khó. Thành ra tôi thấy hồi xưa tại sao mấy vị mà lắc quả nhập lưu như Triệu Châu hay là Trệ Kinh Quốc Tương thì thường thường đã quên núi cảnh 30-40 năm. Mình mới ra làm bước chân, tức là phải đắc tấn khoảng hai lá thì cái gì mới ra làm bước chân. Sau khi mình ngộ, ngộ thì nó tập luôn thôi à. Cái quả đầu tiên thì trở về cái tư xa, cái ngộ đầu tiên đó mình đi tới quả hai lá, mình đi tới quả Như Lai, chỉ có một cái một đó. Nó rất giản dị. Giản dị chứ không phải dễ dàng à, chính cái giản dị là cái khó nhất. Mình cứ hỏi những gì ở đây, tất cả chúng ta thì tất cả mọi người sống mà đừng có vấn đề sống được. Nói trước vậy là mình phải đặt vấn đề. Bây giờ có biết bao nhiêu vấn đề cần phải giải quyết. Mà đặt vấn đề là một cái nguyên. Hãy giải quyết chừng nào thì vấn đề sinh trước cần nhiều gì nữa. Thành ra giải quyết là chúng ta đương đầu, thì não phức tạp. Thế giới này là thế giới của vấn đề, tức là cứ đi chuyện, cứ nhân quả. Không có nhân quả là mình không sống được. Tức là sống thế giới này là phải thế giới có mục đích. Tức là làm cái gì là phải có kết quả. Để thành công thì mừng, mà thất bại thì khổ thì buồn. Mà mừng thì tham, mà khổ buồn thì sân. Thì chúng ta cứ tham sân thôi, không có ra khỏi nó được. Mà nếu mà đừng có mục đích thì không có vấn đề tham, không có vấn đề sân thì đó là nhất quả. Mà sống không mục đích, khó chừng lọt và thấy lời thú.
mình không có ý chí thì cũng nên thuyền không lái con ngựa, không tuôn người trôi giặc lông bông không ra thế nào cả. Con người sống phải có ý chí. Mà ý chí là gì? Chủ nội của mặt na. Nó chết cũng toàn vậy, nhưng mà nếu có ý chí rồi là không đi tới giải thoát được. Nhưng mà không có ý chí thì không đi tới giải thoát. Cái khó của bát nhã là thế. Cái tột cùng của ý chí là nó biết rằng ý chí bất lực trên con đường giải thoát. Cái tột cùng của bát nhã là thế. Nếu không có ý chí là không giải thoát được. Mà nếu có ý chí thì không bao giờ giải thoát. Ý chí nó chướng ngại trên con đường giải thoát. Ý chí chính là mục đích vậy. Mục đích là nhân quả, mà nhân quả tức là luân hồi, là điều kiện. Nó lấy chí khi nó lên đến tột cùng rồi nó tìm kiếm đủ phương pháp hết trơn rồi. Thì cái tốt đẹp nhất của ý chí là nó biết rằng nó bất lực. Nó đã đòi hết rồi, nó tìm đủ pháp môn đủ cách hết trơn rồi. Nó đi cuối cùng, bất mãn cuối cùng. Nó nổi loạn cách mạng tới cùng, nó biết rằng nó không thể đi tới giải thoát được. Từng đó nó bị yên bạc đi thì mới qua bát nhã được. Chúng ta thấy là cái tu thánh quả liền ngán là chỗ đó. Tôi thấy gì ngán là chỗ đó. Ngán là trước sau cũng phải đi thôi. Nếu không nghĩ cái đó là chúng ta tiếp tục luôn rồi. Những người nói thôi ôi nó pháp năng trình độ đi. Giờ mình có cái định năng y rồi thì giao hết cho anh bà. Tôi không cần trình độ cái chỗ anh chứ. Nhưng mà chúng ta nên nhớ giao A Di Đà là chúng ta phải có cái niềm tin tuyệt đối về A Di Đà. Chúng ta có giao thiệt hay không? Chúng ta nói cái miệng cho tới từng sợ chết ngồi. Nếu mình giao thiệt tình nó giao giống như càng thương ma vậy đó, thì nó giao A Di Đà. Cái đó là dễ nhận được Phật tánh. Nhưng mà giao hết rồi thì mình không còn mong muốn, tại vì không còn ý chí nữa. Sống cũng được, chết cũng được. Ý chí thì nó muốn tránh, nó muốn thỏa mãn cái ngũ dục. Mà khi mình biết bất lực trên con đường đó, giờ ai đi đà làm sao làm chết cũng được, sống cũng được. Chẳng cho ma nó đi trên biển, ông về, ông thấy Đức Phật ai đi đà, ông leo đón ơn ngủ. Từ khi mà đi ra biển rồi sống nổi to lên rồi, thì cái tàu sắp gì mà cho chương thức dậy, cho nó đáng niệm Phật đi, sắp chết, chết rồi. Biển động rồi. Ông nói, sao ai đi đà đi, chết thì về, dưới ngày tốt chứ có gì đâu. Tỉnh như vậy, nó khò. Hết rồi. Ông nói vậy hả? Tôi tưởng là gì là Di Đà cho những người nhẹ còn sống. Những người sống chết không thấy không? Cái đó là do thật gì? Mà khi mà có một niềm tin tuyệt đối rồi, tức là cái ý chí nó bắt đầu nó yên bạc. Nếu là ý chí không đưa tới giải thoát được thì giao hết cho Di Đà. Thì ý chí bắt đầu yên bạc, nó không còn mong cầu cái gì hết. Cái đó là cái nếu mà tôi trình độ thật tình đó, thì trình độ cũng có tương phẩm chứ không phải không có. Tương phẩm thì là bát nhã cái gì? Nên tôi thích giảng trình độ là giảng qua tương phẩm. Mà muốn nghe được tương phẩm thì tới giai đoạn thứ ba thì chúng ta có thể qua. Phải có thao thức rồi, tức là khỏi cần niệm Phật thì vẫn có tiếng niệm Phật. Thì cái tôi của bát nhã không phải là tập trung nữa mà trở về cái lắng nghe. Tiếng niệm Phật nhỏ thì biết tiếng niệm Phật nhỏ trở về cái biết chứ không phải đi ra cái nhỏ. Tiếng niệm Phật lớn thì trở về cái biết niệm Phật lớn chứ không phải chạy theo tiếng niệm Phật lớn. Nhà trong lúc đó mà có tiếng có cửa có tiếng người ra thì nghe luôn tiếng niệm Phật, nghe luôn cái tiếng có cửa ra lên những ca dụng cổ, nghe luôn tiếng tự nhạc mà trở về những cái nghe thì cái nghe sẽ nghe hết tất cả không tiếng ngại gì hết. Lúc đó không phải là tiếng người tôi nghe tiếng niệm Phật nữa, mà tôi chính là tiếng niệm Phật, tôi chính là tiếng sữa, tôi chính là tiếng ca nhạc, tôi là tất cả. Thì không phải là tập trung vào tiếng niệm Phật, là tiếng lớn thì nghe lớn, tiếng nhỏ thì nghe nhỏ, không có tiếng lớn thì cũng nghe, tiếng nhỏ cũng nghe. Cái nghe nó không có lớn, không có nhỏ, nghe nó là cái tiếng luôn, nó là tất cả sự vật hết.
thì chúng ta thấy cái câu số 1 thì chúng ta phải giải thích theo cái đường lối đó. Nếu mà chúng là chúng ta thành Phật mà cạch thì tôi cũng thường tự thành ma hết. Thế là tôi đề nghị cách giảng, chứ còn không phải là tôi bắt buộc phải theo. Tôi đề nghị là làm sao cho nó sáng tỏ thôi. Thời buổi này là chúng ta không biết chánh pháp với tà pháp gì cả. Nhưng cái gì làm cho nó sáng tỏ? Thì đây chúng ta chỉ mong cầu làm cho sáng những sự vật mà chúng ta tự thấy không sáng thì đề nghị cách giải thích khác. Tôi chấp nhận khi mà thấy những chỗ mà hớ của tôi mà làm mờ tối nó không sáng được thì chúng ta có thể đề nghị cách giải thì cái cách nào miễn nó sáng tỏ. Nhưng chúng ta có một số vốn giáo pháp rồi, đây đa số là con số tôi cũng có một số vốn đó, bây giờ tôi ít tôi tin tôi cứ lấy cái đó tôi nhào tới nhào lui vậy, chính cái nhào tới nhào lui cái đó là cái độc đáo. Mình càng đi sâu vào cái thực tế tất nhiên cũng có một số vốn gì có chịu gì con người của mình, tức là về cái hướng dẫn, cái tiến trình hướng dẫn là tiến trình quan trọng nhất. Bởi vì trong đó nó có vật lý, sinh lý, tâm lý đầy đủ hết, có điều hòa hết. Tầng sáu căn, sáu tầng, sáu thức thì không đầy đủ mà. Nó cũng mình thấy thôi. Nhưng bữa nay nó diễn tả nó tương đối là nó toàn diện. Thành là cái hình của Bát Nhã là cái hình toàn diện. Nó là hình bảo tồn hết. Nó là cái vô lượng vô biên, là chúng ta nên nhớ tôi từ nói như vậy. Còn cái nhìn của tôi tưởng là cái nhìn của nhất diện, đa diện và tiến diện thôi. Tức là cái một hoặc là cái hai, cái ba, cái hai là cùng. Tôi không có thể đi tới vô lượng được. Mà đi được cái nhất, cái một, cái nhiều đó là thành thân. Chúng ta có thể biến hóa định lực mạnh, chúng ta có thể đi về ba, bốn, năm, sáu phương diện. Còn đi vô lượng phương diện là cái đó phải trở về mạnh. Cái hiện tượng không bao giờ đi tới vô lượng được, mình luôn luôn nó là cái khổ, nó là cái nhân quả, nó là cái điều kiện. Thì cái Bát Nhã chúng ta mới nói là cái điều kiện mà nó không nằm trong nhân quả được, thì là cái lối tư nó không có giống như lối tư trong nhân quả được. Lối tư nó giản dị tới cái nhẫn lại thôi, mình nhẫn thì nhẫn ngay bây giờ và tại bây giờ không có đạo sư nào mà hướng dẫn, cái đó mình tự đi lấy thôi. Chân lý không ai dạy ai được, không có pháp môn, không có người hướng dẫn, tất cả pháp môn chỉ là dối gạt. Thành ra cái đó chúng ta phải giải quyết cái dối cánh thử luôn, cái nhập luôn thì phải giải cánh thử. Dối cánh thử đa số là không hiểu, cánh thử là cái giới lực nó làm cái nhân quả thiện để trừ cái nhân quả ác, hay đúng là tư tưởng thiện trừ tư tưởng ác. Nếu còn tư tưởng ác thì phải dùng cái tư tưởng thiện đè nó xuống. Khi tư tưởng ác hết thì tư tưởng thiện phải dứt bỏ luôn. Đó là cái món thuốc để trị bệnh, mà khi bệnh hết rồi thì thuốc trở thành bệnh, phải dứt bỏ luôn. Thành đã nước bàn mà đối sanh tử nước bàn đó là cái giả tạm thôi. Khi sanh tử hết nước bàn thì cũng phải dứt luôn. Đó là một điều khó khăn nhất, mà nếu mà khi mà có tư tưởng mà chúng ta cái Bát Nhã nó không xuất hiện thì chúng ta phải dùng tư tưởng thiện đèn. Lúc đó mình không dùng tư tưởng chúng ta chỉ muốn đường ác đạo, chặt người đó cấm thủ. Rồi khi mà Bát Nhã nó xuất hiện rồi không còn tư tưởng thiện ác nữa, mà chúng ta còn dùng cái tư tưởng thiện đèn thì vượt giới cấm thủ. Thành ra có chỉ nhập lô mới thành cái đó. Lúc nào tư tưởng phát hiện thì phải dùng giới lực. Tư tưởng ác phát hiện mà cái Bát Nhã không xuất hiện thì phải dùng giới để mà trừ. Còn khi nào Bát Nhã xuất hiện rồi thì không cần giới. Thì Bát Nhã không có giới. Không có giới tức là không có nhân quả. Không có nhân quả tức là không có điều kiện. Lúc nào mà Bát Nhã xuất hiện mà còn dùng giới kẹt rồi giới cánh thủ. Nhưng tôi nói cánh thủ khó giải thích. Mà nếu nắm được Phật tánh rồi thì giới thủ cũng dễ giải thích thôi. Còn cái thân kiến cũng vậy. Thân kiến còn khó hơn. Thân kiến là gì? Là cách họ tự hành thức. Mà cách là gì? Cách nghĩ là gì? Thì có người giảng cách nghĩ là sáu căn, năm sáu căn và năm căn. Tức là 11 cách pháp: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Trên tử thừa thì ốc nữa. Tức là sáu căn, sáu căn. Thì đó là cách pháp. Nó có đạt đến chất lượng, cái đó là phần nhỏ của các điểm thôi.
có 10 khả năng giảm hơn chút nữa là phải có thức lực. Mắt tai mũi lưỡi thân ốc sắc sinh hương vị xuất phát nhãn ngũ tử tiệt thân ý nhãn thức vị thức 18 giới này gọi là sắc pháp qua tối tâm rồi đó chỉ thức là có người không đồng ý là có thức tịch có tâm trong đó thì không phải là sắc ngũ sắc ngũ chỉ là vật lý sinh lý vật lý sinh lý là sắc pháp chứ không phải sắc ngũ sắc ngũ làm thì chỉ linh động và xung động chứ không phải sắc ngũ là sắc pháp vậy thì có người còn bỏ căn hơn nữa sáu căn sáu cành sáu thức chưa phải là sắc ngũ sắc ngũ thì phải xung động và linh động hơn đó là qua khó xuất nữa nhưng con mắt vô duy sắc cần phát triển nhãn thức điểm gặp gỡ trong ba pháp này là thức thì có sáu thức nữa thì sắc ngũ mới phát triển được thành ra 18 x 6 = 24 duyên mới là sắc ngũ. Tôi ngồi suy nghĩ tôi thấy là không phải là chút tôi còn đi xa hơn nữa do duyên con mắt do duyên sắc cần có thiện nhãn thức điểm gặp gỡ ba pháp về thức do duyên thức là thọ do duyên thọ là ái nguyên 36 pháp đều là sắc ngũ hết. Cái này là đề nghị của tôi nha, nếu chúng là thành Phật mình cạch thì tôi thành ma đấy, tôi sẽ tu theo đó thôi. À, nếu giải thoát thì giải, không giải thoát thì là tôi đi xa đó. Tôi nghĩ là tôi hơi thích cười đi hơi xa rồi đó, mình chưa có ai dám đi tới vậy. Nên có thầy Duyên Linh thì đề nghị là thêm 6 sức nữa thì mới gọi là sắc ngũ. Nên sắc ngũ là thuộc về linh động và xung động, chúng ta chất cứng như người sắc pháp vậy. Tôi thấy thầy hay, nhưng mà tôi suy nghĩ rồi kết quả A-la-hán đó là chính trong kinh Đức Phật nói là vĩnh viễn không còn thiếu bốn người ác đạo này. Bốn người ác đạo là gì? Là địa ngục. Tôi giải là có căn duyên, có sắc cái dở, chứ không phải là tôi đặt ra tôi nói ẩu được. Con người thì mình phải vậy. Mình muốn người ác đạo là gì? Là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a tu la. Ngạ quỷ có thọ quỷ chưa? Súc sanh có tưởng quỷ chưa? A tu la ác thần có tưởng quỷ chưa? Nếu chuyện này có thọ có tưởng đó, mình bị nhập lưu thánh được thọ tưởng thì tất nhiên là mấy vị này sống về sắc ngũ. Như vậy làm sao giải thích được? Như vậy là sắc ngũ phải có thọ có tưởng. Chúng ta thấy là đạo Phật rất là bí hiểm. Mà thọ tưởng đây là thọ tưởng gì mình phải giải thích làm sao? Thì chúng ta theo cái kinh 66 rất là sáng tỏ, kinh 66 rất là thông thông tông. Nghĩa là giờ chúng ta phải giảng cái khổ thọ, cái khổ khổ, loại khổ hành khổ để một cách mới đi sâu rõ ràng hơn trước. Hồi trước mình giảng hồi hộp. Tôi thấy tôi giảng xin đối cánh khổ mà thấy bây giờ nó hướng thoát thì hồi hộp. Nghĩa là vẫn có thọ cái tưởng mà thọ tưởng của bốn đường ác nó khác với thọ tưởng của bốn cõi trời. Và cái thọ tưởng của bốn cõi trời nó khác với thọ tưởng của tứ thánh. Từng thọ tưởng của tôi đánh nó khác với cái thọ tưởng của ba bậc thánh tôn. Hôm trước tôi đã có giảng cái này rồi, nhưng mà tôi không có đi sâu. Giờ nhưng cái đó tôi đi sâu là hơn. Chúng ta thấy như đất nước lửa gió này. Đất nước lửa gió của cái tường này. Cái cột nhà này cũng là đất cái gì? Cũng là nước lửa có cái gì? Chỉ có cái thân cây không phải đất nước lửa gió mà. Nhưng mà thân cây đó có thể so sánh với cái cột nhà này được. Cột nhà này cao hơn nhiều. Thân cây nó cái gì nó vẫn là đất nước lửa đó, cái thân cây vẫn là đất mà cũng có nước trong đó, cũng có hơi nóng trong đó, cũng có gió, cái lỗ thông hơi trong đó, cái hộp thấy nó vẫn cái lỗ thông hơi, cái cột nhà này cũng vậy, nhưng mà cái cột nhà này cái đất nước lửa nó khác với cái thân cây đất ta, rồi cái thân con thú mà nó đất nước lửa đó ta, nhưng mà thân con thú nó khác với thân cỏ cây gì, nó như thế hơn. Thân mình không phải là đất nước lửa gió, cũng là đất nước lửa gió, nhưng mà khác như lời tổ. Lời tổ đất nước lửa gió nó hôn tanh vô cùng. Chúng ta lại con trâu hay con chó nó hôn như chết luôn. Con người hơi thôn thôn vậy đó. Là không hợp rằng có ấm rửa, có xào bông thơm, có lời thơm rồi đó. Thì cõi trời vẫn phải đất nước lửa gió sao? Sao thân cách này có học quá?
không còn khó uống mà tự nhiên nó có mùi thôi. Chúng ta thấy được Đức Phật không phải đất nước lưỡng nữa sao? Nó là phân thật cho những thanh cái trời người khác nhau một trời một dịch. Chúng ta phải để ý cái chỗ đó. Đất lưỡng lưỡng gió nó thôi là tháo như nó gì thế. Chúng tôi có nói cái đó nhưng mà tôi thấy nó đi sâu lắm. Nhưng khi mà tôi đánh được tham tiền tôi nói trời thôi. Như vậy là tôi giảm cái khổ khổ đó. Là cách đó. Khổ khổ thì bốn đường ác đạo toàn là khổ khổ. Nãy có khổ khổ là có ngoại khổ, có hành khổ à. Khổ khổ là cái nặng nhất, khổ khó nhất. Thì bốn đường ác là như một ngã quỷ xuất tâm an tư là. Là hoàn toàn tấm khổ khổ. Nghĩa là cái khổ khổ của nó chưa có nhận được đâu. Nghĩa là tấm như cái tệ như đó. Từ nào mình giết được khổ khổ nó mới thấy được cái khổ khổ. Cái ngoại khổ. Mình giết được, đè nén được cái ngoại khổ nó mới thấy được cái hành khổ. Còn bây giờ nó chìm ở trong đó nó không hay, nó chỉ nhận được cái khổ khổ. Tức là chúng ta để ý là bị ngược ngã quỷ xuất tâm an tư là đừng nói gì. Nói người dân tộc thiểu số cũng vậy. Nó tương đương với bốn đường ác. Chúng ta chỉ dẫn bán thôi. Chúng ta vô trong đó chúng ta thấy các hàng sống với cái cơ cổ. Khi mình đi Đà Lạt rồi mình lại gặp lên chỉ số mình thấy. Thật nhiều cổ áo rách tả tôi mặt mà cha tôi hết. Vườn vườn nghe theo trong kinh Đức Phật nói con người chỉ đi tìm lạc thọ, tránh khổ thọ. Tất cả từ vụ nghiệp cho tới tư tưởng nó ngang là như vậy. Đi tìm lạc mà tránh khổ mà chính chúng ta bây giờ cũng vậy. Chúng ta đi tìm cái phước báo. Đi ngũ đạo đối khí là gì? Là cái phước. Nghe nói tai họa là chúng ta rất sợ. Chúng ta không bao giờ muốn tai họa. Chỉ muốn cái phước đến. Ngũ phước lâm năm. Năm cái phước đến cửa nhà mình là năm cái tai họa gạt đi. Mà tai họa là gì? Là khổ thọ. Phước báo là gì? Là lạc thọ. Thì bất cứ chúng sanh nào nếu chưa phải là A-la-hán, bất lai cũng còn nằm trong đó đây, cũng còn trong cái phước, cái khổ lạc. Chỉ có mình A-la-hán là cái khổ lạc không đụng tới, bất lai có không đụng tới khổ lạc rồi đấy, nhưng mà còn đụng tới cái bất lạc, bất khổ thọ, đó là hình thức của lạc thọ đấy. Nhưng mà bất lai chưa có được, có được cái lạc thọ, khổ thọ, khổ thọ, tức là còn đụng. Còn cái bất lạc, bất khổ thọ là tình thức cá hình của cái lạc. Khi mình đi ra đi thức tàu là mình mới thấy được mấy cái đó. Thì cái này bất lai không biết được. Bất lai biết được tam thiền. Cái tứ thiền không biết nổi. Thành ra bất lai phải luân hồi trở về tứ thiền nằm trong đó mà không có chiếu tiếng nổi. Tứ thiền sắp giới. Chúng ta thấy là giữa cái tư tưởng và bác nhãn đọc đó thành ra tứ thiền nó thấy là nó tương đương với bất lai. Nhưng mà tứ thiền thuộc về thức, bất lai thuộc về tăng. Tứ thiền thuộc về tư tưởng. Bất lai thuộc về mắt nhà. Chúng ta phải thấy hai cái đó. Nó là nó một cách khó khăn thì tứ thiền đó tức là nó dung thông với cái đăng thứ ba, mặt đăng thứ ba tức là cái quả thắng và cái nhập luôn, ngủ thấy cái đó được. Thì chúng ta phải hiểu vấn đề. Đây thì tôi giảng về các ở đây thì số ra cái trình độ cao rồi đó, hiểu được trước này đem đã giảng là tôi hiểu từ đó đem lại đó rằng sư bà hãy cho ông tôi giảng trời ơi không ai biết gì hết. Thì nghe nói đó nó học về chủ năng hay lắm, sư bà giảng là một năm giảng một lần hai lần đã mất toàn bộ, tôi nghe nói mới giảng xong tôi bắt đầu tôi đem mấy cái này tôi giảng thì tôi không hiểu gì hết chưa. Có nói tôi cho là pháp tôi là 4 năm cô rồi nói hiểu hơi hơi thôi. Còn ở đây chúng không hiểu gì. Tôi nói là nghe là học của Lan Anh mà. Tôi thử Lan Anh mà giảng không có câu gì tôi dùng, không có mà giảng rõ gì. Cái dân cầu tôi dùng thì con biết hết. Nhưng tôi thử Lan Anh. Thì vô gì tới thì mình lên nói chứ coi. Tôi con đây tôi trình độ không à, tôi giảng không thực là. Tôi nói trình độ không có tuân vẩn cầm. Nói đây tôi không biết tuân vẩn đâu, cầu về hạ phẩm. Tôi nói thôi vậy thất bại. Làm mình nghe nói là nó tuổi nhỏ hay có tuổi vô lắm nhã không hiểu gì hết. Thôi bây giờ chúng ta trở lại. Nó
Thành ra tôi thấy rằng tất cả chúng sanh từ địa ngục cho tới tư tưởng tất cả tam giới luôn luôn đi tìm cái lạc thọ mà tránh cái khổ thọ. Mà chúng ta thấy bốn đường ác, tìm cái lạc thọ thì muốn cái lạc thọ kéo dài. Anh cũng vậy à, mình cứ cái đi cái lạc thọ mình cứ giữ uống cà phê thì mình muốn nó lăn mãi. Nhưng mà đấy nó lăn mãi. Nếu mà khó thì có thể kéo dài cái lạc thọ kéo dài thôi, chứ còn nó cũng phải hoại. Còn người vô nó muốn kéo dài cái lạc thọ mà vì cái hoa thì cái lạc thọ nó tránh cái tiền. Hoặc là nó ngắn thế. Nó kéo dài nó mà nó ngắn thế. Lấy người nghe dân tộc là dân tộc người đó. Người cái tâm là tâm đúng đường ác. Như là cái dân tộc chỉ tố. Nó thành con ta nó rất mừng. Nó muốn con nó sống lâu. Tâm con nó một cái lạc thọ. Rồi muốn kéo dài cái tuổi thọ của con nó. Nó đem con nó xuống nước tối lạnh đó. Muốn kéo dài vô tình làm cho cái lạc thọ ngắn lại và rút liền khổ thành cái lạc thọ biến thành khổ thọ phật phiền não. Mình nói là tôi nói gì lên gì đó là cái tâm thứ này, tâm là tâm chưa tiến quá. Còn nói gì xuất sanh atula thì ngã quỷ rồi thì cái đó là nó muốn kéo dài cái lạc thọ. Nhưng là muốn là một việc, là cái hiểu biết là một việc. Muốn kéo dài vô tình làm cho cái lạc thọ ngắn đi và tính mau hơn. Thì cái đó kêu là gì? Là khổ trồng thêm khổ. Lạc thọ dù kéo dài nó cũng phải hoại mà nó không biết nó muốn kéo dài vô tình làm cho khổ đã khổ trồng thêm khổ là khổ khổ. Còn cái khổ thọ làm sao? Khổ thọ thì nó cũng vậy, muốn cho khổ thọ ngắn đi hoặc là tránh dứt hẳn. Mà vô tình những đêm kia nó kéo cửa thọ dài hơn và lâu hơn nữa. Chẳng hạn như nó đang hút nó bệnh thì nó đâu có hút thuốc gì đâu, nó bị uống những cái thuốc mà bậy bạ làm cho cái đau bệnh nó kéo dài hơn, nặng hơn nữa. Nó muốn tránh cái đó mà vì nó không biết vậy chứ. Thì nó ăn đồ độc thôi. Chẳng hạn như măng tre này kia nó bệnh nó đang hút ăn măng tre thôi thì nó còn đang hút dữ hơn. Là nó không biết cái độc tố của măng tre. Nên là cái khổ thọ nó muốn cho giảm đi hoặc là tránh cái thẳng thì nó kéo dài cái khổ thọ thêm. Khổ tầm thêm khổ. Thì chuyện khổ khổ. Thành nó bốn đường ác. Khổ khổ đầu lạc thọ cũng là khổ khổ. Mà dầu khổ thọ cũng là khổ khổ. Cái định nghĩa của tôi nghĩ kia hồi chưa. Tất cả các học giả định nghĩa là khổ thọ là khổ khổ. Lạc thọ là lại khổ. Bất lạc bất khổ thọ là thành khổ. Tôi định nghĩa ta. Tôi bị bướng đường ác dầu lạc thọ dầu khổ thọ như là khổ khổ hết. Là nếu chúng ta sống với cái đó chúng ta cũng nằm trong bướng đường ác. Chính cái kinh là kinh có sáu cái hay nhất đó. Là bướng đường ác là gì? Ái trước. Ái trước là gì? Ái trước là ôm chặt những cái đó cho các thân mình. Ái là thương yêu, trước là ôm chiếm chặt lấy. Mà ái trước không được thì sẽ đập lực rơi vào bất tỉnh, tức là chết nhất là chết luôn. Thì cái này cái gì của ta? Cái con thì không phải của ta, không phải ta, mà tự ngã của ta. Thì đúng được ác thì chuyện của ta. Tiền bạc của ta. Vợ con của ta. Cha mẹ của ta. Tất cả tài sản của ta, ai lấy tạm thấy qua các thân của ta, đồng quá cái các thân mình với cái của ta. Này, ai lấy tài sản mình giết hết tiền bạc đó thì chết em. Nếu mình giết được thì giết, còn không được thì người ta giết mình, còn không nhảy đầu tự tử. Ai cứ mãi cũng không được thì gặp được người và bất tỉnh. Tức là đồng quá cái lạc thọ của họ với cái các thân của mình. Thì các bạn kinh 66 hay lắm á, cái số tánh nó thật là hay. Nhưng chúng ta thấy là nếu ai mà cảm xúc với lạc thọ, lạc thọ là tám thiền. Cảm xúc lạc thọ mà có nghĩ, có nghĩ là nhị thiền, bệnh sanh hỷ tạng. Người có nghĩ mà tán tháng là tư thiền. Tuần trú ở là
cõi trời dục giới và cõi người. Còn ái trước là đúng lạc đạo. Thành đúng lạc đạo luôn luôn sống với cái khổ khổ, nặng cái tâm, nặng lên tâm. Làm cái gì cũng khác loại, muốn gặp họ kéo dài cho nó lợi ngắn. Muốn của họ nó chấm dứt thì nó lại kéo dài. Cái gì do trong lưu sinh, nó có hiểu biết chấm đoạn. Thành nó luôn luôn sống với tâm khổ khổ. Thì theo tôi định nghĩa cái khổ khổ là phải vậy. Còn qua tới cái khổ khổ thì chúng ta thấy là nó độc đáo. Định nó rất là sáng tỏ và đi vào trong kinh thì nó rất là rõ ràng. Là các cõi trời, cõi người trời dục lớn, các giới vô, các được sống vui hay. Các ngài được cái lạc họ, các ngài muốn kéo dài. Cùng các ngài kéo dài được. Ví dụ như là cõi trời dục giới, thì cái ngài biết là cái tín hữu bên ngoài thì nó thô tháo, cho nên cái ngài ít tín hữu ngài cao thượng hơn. Không có vấn đề giao phước, không vấn đề là giao cấu nữa. Thì cái này cái khổ mình có khởi trời sắc giới là không có nam nữ, không nữ cả. Cái này luôn luôn cái là thọ do tín hữu bên trong. Các người thiền định cho đến nỗi nó tập trung định lực mạnh, cái là thọ là sự phát tâm do cái định lực của các ngài. Các ngài không cần cái tín hữu bên ngoài, không cần cà phê, không cần rượu chè, không cần cái tình yêu nam nữ gì. Cái này sống rất là cao thượng. Các ngài được có lạc thọ tự các ngài vượt thực từ các ngài tạo ra cái lạc thọ của ngài, không ai đều có tín hữu được hết. Thành ra các ngài muốn cái lạc thọ kéo dài thì cơ tiền nhị tiền tam tiền tứ tứ tiền hàng triệu hàng tỷ năm, cái lạc thọ kéo dài hàng tỷ năm, tức là các ngài tấn công cái tiền vượt thực. Tôi hỏi trời vô cứ còn lâu nữa, hàng tỷ 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 năm tấn bằng những võ trụ. Thông tin nó viết là như vậy. Tám hơn 4.000 A tăng kỳ kiếp thì cái tuổi thọ là quá dài. Thành ra cái ngày muốn cái lạc họ kéo dài thì nó kéo dài. Nhưng mà thế giới hiện tượng dần kéo dài cũng phải hoại thôi. Dần cho sống là cái tỷ 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 thôi cũng phải chết hết. Thế là phải sống hoại được. Thành ra cái ngày đi cái loại khổ. Cảnh thọ dầu kéo dài cách mấy cũng hoại khổ. Bây giờ cái khổ thọ cái ngày nếu nó chấm dứt và đừng phát hiện nữa thì nó chấm dứt là có thể không có thể. Chúng ta thấy như cái nhà khoa học bây giờ ba hút quá thì mấy người dân tộc cũng có không ngư ăn trên băng tre ăn đồ nước nó kéo dài thì cái ngày uống thuốc cái chấm dứt liền. Và cái ngày chăm cứu nữa sẽ ăn cái làm chấm dứt cái đau đớn liền lập tức. Để chấm dứt được khổ thọ liền thì sao? Anh nói cái khác kéo dài cái là thọ được mà được dài nữa thì sao? Anh nói cái khác cái này không tâm nhưng cái này là kẹt tâm. Còn cái kia thì kẹt nhiều tâm. Thì cái tâm là cái nặng vì khổ khổ rồi cái hoại khổ thì thuộc về cái tâm. Chúng ta để ý cái chỗ đó. Còn bước khỏi trời vô sắc giới thì ôi con cái tuổi thọ nó quá lâu. Đó là tôi nói về cái hoại khổ của khỏi trời. Còn có cõi trời vô sắc thì bất lạc bất khổ thọ. Thì bất lạc bất khổ thọ của tứ thiền sắc giới như tứ thân. Nó giống hệt như mặt trăng thứ hút chứ như vậy thứ ba bởi vì nó hương không. Mà thật sự bất lạc bất khổ thọ của mặt trăng thứ hút chứ như thứ ba mới là bất lạc bất khổ thọ thiệt đấy. Còn bất lạc bất khổ thọ của tứ thiền và tứ thân là bất lạc bất khổ giả. Nhưng mà có thiệt trong đó. Tôi ngồi tôi mới là cái nhân nói vậy rồi làm sao giải thích cho sáng tỏ. Thì tôi mới thấy những này lấy ra cái duy thức thì nó sáng tỏ. Duy thức là hiện lượng tánh cảnh thì thế giới này là thế giới bất lạc của khổ thọ. Thì tứ thiền là gì? Tứ thiền là dung thân với mặt thứ ba. Mà cặp tăng thứ ba là hiện lượng tánh cảnh tức là bát nhã vô lượng vô biên. Nhưng mà đã có hình rồi mà chưa có tướng. Tướng tướng thiền có hình mà có tướng. Nhưng mà nhớ cái tướng tướng thiền rất là vi tế nha. Cái tướng hình tướng sự vật nó rất bình đúng như hư không. Nghĩa là nó mơ màng, nó bàn bạc. Chứ nó không phải là có khuôn khổ rõ ràng như vậy. Có tam thiền thì bắt đầu mới có khuôn khổ hơi hơi. Có nhị thiền mới là rõ ràng.
càng đi xuống càng lớn rồi. Thành ra cái mặt trăng thứ ba là hiện tượng tánh cảnh. Tướng thì nó sửa cái hiện tượng tánh cảnh mặt trăng thứ ba thành ra đối tất cảnh. Thành ở đây chúng ta phải nói tướng thiền đó là tánh cảnh rồi đối tất. Mà ở đây là tợ đối tất. Nó sửa hoàn toàn rồi. Sửa cho cái nghiệp người, cái nghiệp trời, cái nghiệp ngạ quỷ. Thành ra tương tợ như là đối tất. Đối tất là gia dự, đối là đèo theo, là mang theo. Theo tánh cách của tánh cảnh mà sửa hoàn toàn cho cái nghiệp lực. Nghĩa là có tướng rõ rệt rồi. Thành ra đây là tánh cảnh và đối tất, tức là hiện lượng và trên tỷ lượng. Hiện lượng tánh cảnh là mặt trăng thứ ba, trên tỷ lượng và tợ đối tất. Tứ thiền có hai cái đó. Thành ra tứ thiền ở đây là nó thấy được cái vô lượng vô biên, thấy được tánh cảnh. Còn tới tứ không, tới tứ không vô biên. Tứ không vô biên là gì? Là mặt nha. Khi vô a lại ra thì nó biến thành năng lực, tức là chỉ biến sát na. Mà khi trở ra thì nó biến thành hư không, tức là chỉ biến tiêu tiền. Thành ra cái hư không thì nó giống như vô lượng, mà nó không có vô lượng bắt đầu, nó có khuôn khổ rồi. Thành ra ông Nguyễn Toàn thì nói hư không đó là cái vật lý, cái nét vẽ nhạt nhất. Chặt nhất có hình tướng như nó rất là bàn bạc, nó gần như vô lượng vô biên, nhưng mà chẳng hữu lượng rồi. Thành ra cái tư tưởng là thức thứ sáu khi nó đèn nó kỹ lâu về sau nó thấy được cái mặt na thì nó mới thao động nó mất, nó mới tạo cái mặt na giả. Nếu ai là do làm tánh cảnh, nó có tánh cảnh, có chân đối tượng, có tạo đối tượng. Chúng ta để ý vậy là mới thấy nó sáng tỏ, nó thấy được cái ai lại ra trước thì trở vô đó thì nó lấy cái hư vô duy tế, tức là hiện lượng tánh cảnh của thức thứ tám làm cái nền tảng. Một khi nó trở ra thì nó biến thành chân đối chất. Chân đối chất là sao? Là nó sửa cái tánh cảnh thành ra có hình tướng gì chưa có, hình tướng hư không. Hư không tức là cái tướng rất là duy tế, tướng mà dù như chưa có tướng. Thành ra rất là chân thật. Thành ra kêu là chân đối chất duy thức hay lắm à. Thật là hay. Chứ nó không phải là tợ. Nó bắt đầu có tướng, nhưng mà cái tướng hư không đối hơn. Mà biết tướng hư không là tướng ra sao? Vì chúng ta thường thường lầm tưởng là hư không không có tướng. Thật sự hư không có tướng. Mà có hư không là có mười phương lễ. Còn nếu mà giàu cho nó lại ra rồi thì có. Không có hư không. Mà không có hư không thì tất nhiên là vô lượng vô biên. Thì cái nhận thức đó là hiện tượng chứ không phải là hiện tại gì. Thành ra khi mà nhận được hư không rồi đó, thì cái thức thứ sáu nó thấy được cái hư không vô biên, tức là thấy được mặt nè. Thành ra cái thức hư không vô biên đó của thức thứ sáu nó là tánh cảnh, chân đối chất, tạo đối chất. Nó khác với tứ thiền. Tứ thiền là tánh cảnh với tợ đối chất. Còn khi mà nó đi lên cái tứ thiền mà nó đi vô vào hư không vô biên thì tánh cảnh, chân đối chất và tợ đối chất. Còn khi nó tập trung kỹ mạnh lâu và sâu hơn nữa thì nó thấy được thức vô biên. Tôi giảng người ta hiểu không? Trong số thì hồi cháu thấy ông Trương Nam Cường nói cùng luôn hết à, thì cái này nó rõ, nó thật là rõ. Nhưng mà thật là rắc rối. Những người nào mới nghe thì không biết cái gì hết, không làm tình luôn hết trơn. Còn những người nào có căn bản rồi đó, vừa nghe đây rồi là thì bữa nay thấy nó rõ ràng. Giữa căn và thức nó rõ ràng. Giữa mắt nhã và tư tưởng rất là sáng tỏ. Thì mình tôi nói là không có lọt nữa mà được, là lọt qua tư tưởng mình biết. Khi ta mắt nhã mình biết. Cái đó là cái khó khăn của đạo Phật. Thành ra khi mà tập trung kỹ mạnh lâu và sâu nữa thì nó thấy được thức vô biên. Thì thức vô biên là gì? Tức là ai lại ra?
cái tướng thiền của tu sĩ nó thấy được ai lại ra. Ai lại ra là gì? Là hiện lượng tánh cảnh của Thích Thứ Tâm. Từ khi nó sao động mất, nó mới tạo ra cái ai lại ra giả để nó gì. Thành ra đây là có tánh cảnh và tạo đối tác, tức là hiện lượng và chân kỷ lượng. Tánh cảnh là của ai lại ra, và tạo đối tác là của tu tưởng. Có hai cái thôi, không có chân nữa. Và khi mà nó nhập định kỹ mạnh lâu và sau nữa, nó thấy được vô sự hữu sự, tức là chân chân không đấy, chân như đấy, nước bằng tịch tịnh. Nước bằng tịch tịnh là gì? Là vô chất tánh cảnh. Chúng ta phải để ý cái gì, cái học hay lắm ha. Tôi đề nghị vô chất tánh cảnh, hữu chất tánh cảnh. Thì niết bàn tịch tịnh tức là vô chất tánh cảnh, chưa có hữu chất nha. Niết bàn tịnh là chân không, hữu chất là vô hữu. Thành ở đây niết bàn tịch tịnh là hữu, là vô chất tánh cảnh. Nhưng vì sao động cho nên nó tạo ra cái vô chất tánh cảnh giả để nó gì? Thành ở đây có vô chất tánh cảnh và tạo đối chất của Thích Chí Pháp. Có hai cái thôi, vô chất tánh cảnh và tự đế tánh. Dù khi nó thấy là chưa đúng, nó nhập định mạnh kỹ lâu về sau để nó thấy được phi phi tưởng. Phi phi tưởng là gì? Là pháp thân thường trụ của Như Lai. Khi nó sao động rồi, nó mới tạo ra cái pháp thân thường trụ giả. Pháp thân trụ là gì? Là vô chất tánh cảnh, hữu chất tánh cảnh và đối chất. Ở đối chất cảnh, ở đây có vô chất, có hữu chất luôn đây, mà tư tưởng vẫn là ở đối chất thôi. Thì chúng ta thấy là cái tứ thiền rất là sáng tỏ, tứ thông rất là sáng tỏ. Nếu mà lấy nguyên thức giảng thì nó rất là sáng tỏ. Nhưng mà ông khá là thật là rất lớn. Nếu mà không nắm những nguyên thức thì chúng ta thấy ông nói từng lưng hết. Là có người tôi lên tôi chưa đã hiểu ông nói tôi nói từ lúc hả trời có từ cái là họ hiểu thôi, vì đó là pháp sư mà pháp sư giảng cho ông chứng nhận thì đó là 400 mấy chục sư cơ mà là 3-4 cái chùa đó là hội lợi đằng trước hạng thì chỉ có mấy pháp sư đã nghe là hơi hiểu, nó là hơi thấm thấm. Còn ở dưới này đệ tử từ con thì tôi làm sao hiểu nào, bây giờ tôi giảng cho hết mọi người mới hiểu không. Tôi thấy nó rất hay, nhưng mà rất rối là cũng thấy nó ra rối tùm thèo ở trong. Mà nếu mà chúng ta hiểu được nguyên thức này lắm gì đó về giảng rồi thì thấy rất là hay, rất là sáng tỏ. Cái đường lối tôi bây giờ không còn là lối mình. Nếu chúng ta hạ thủ con tư mình tới đâu là chúng ta nắm được tới đó. Thành ra do cái lý do đó mà tôi thấy là bốn đường ác đó, chắc chỉ tức là sắc vật không. Thì chứ không là giết chết, tôi về giết chết thật sự. Thì chứ rồi tôi biết cái không này giải thích gì sao. Thì có người nói không là ngon không, không có gì hết. Có người nói không đề nghị đó là hư không. Thì tôi cũng lưỡng lự, thấy không có lý. Có người đề nghị không đó là chân không. Nhưng mà theo tôi thấy cái không này đó, là nó phải bao gồm hết. Tùy theo cái nghiệp lực của từng chúng sanh. Chế sắc là hiện tượng giới rồi là, tức là do duyên con mắt, do duyên sắc trần có thiện nhãn thức, điểm đạt giải ba pháp là do sức, do duyên sức là thọ, do duyên thọ là ái, kêu là sắc. Nhưng cái sắc này phải thấy được cái không nằm trong đó. Mà bốn đường ác thì cái không là không có gì hết. Sắc là có mà thật nữa. Còn không là ngược lại là không có gì hết. Nhưng mà bốn đường thiện thấy cái không là có mà không thật. Thì từ từ mới ra bát nhã, thành ra bát nhã là bao trùm hết. Thì bốn chữ thánh là không có mà cũng không thật luôn. Không có là không có như mình thấy gì. Tại cái nghiệp lực mình chụp vậy thôi, thì nghiệp chúng sanh khác thì thấy khác nữa, thành ra không có như là mình thấy và cũng không thật luôn. Nó thay đổi hoài. Còn có cái tuệ tri của nó là cái thánh tri của ba bậc thánh nhập lưu nhất lai bất lai. Còn có tuệ tri không là chân không. Toàn thể cái sách vững sắc đó tức là chân không.
còn tới ba bậc thánh từ trên không, nhưng mà như hữu thân này là không có gì hết mà có tất cả, nó bao trùm hết tất cả. Thì theo tôi đề nghị cái thân này là phải không bát nhã, không có tứ thánh và ba bậc thánh từ, nó bao trùm trở lại cái kia. Thì như vậy chúng ta thấy cái xuất cái ly cũng vậy. Cái xuất là khi mà căn trần thức tiếp xúc với nhau thì nó có xuất. Mà hãy có xuất như vậy rồi họ vẫn là phát hiện được. Thì cái xuất là hiện tượng giới. Còn cái ly là khi căn trần thức mà không còn tiếp xúc nhau nó gọi là ly. Tức là giảng theo bốn đường ác và bốn đường thiện. Khi căn tần thức không tiếp xúc với nhau thì không có thọ. Còn theo ba bậc chữ thánh, tứ thánh thì căn tần thức tiếp xúc nhau vẫn là ly, không đợi tới rời ra. Dầu rời ra cũng là ly, mà tiếp xúc căn tần thức đúng nhau vẫn là ly. Chữ ly đây có nghĩa là tả, ly là rời ra. Trong kinh Duyên Giác thì nói chi nhuyễn thức ly, ly nhuyễn thức giác. Chi dùng chữ ly, chi nhuyễn là biết cuộc đời này hiện tượng giới là nhuyễn thì phải ly. Ly tức là đừng dính mắc trong đó nữa. Tùy theo các cái nghiệp lực của mỗi chúng sanh mà thấy ly nó dạng khác. Thành ra đây dầu cho căn tình thức có tiếp xúc thì vẫn ly, mà rời ra thì vẫn ly. Tức là sự vật có thì cũng không dính mắt, mà sự vật không thì cũng còn đi. Cái thấy cái nghe cái biết cũng không dính mắt. Còn cái ly cái ba bậc tâm tôn là ly mà bất ly, bất ly mà vẫn ly dài dài. Nghĩa là thể nhập vào tất cả chúng sanh tùy thuận chính duyên mà không có khiến ngại. Thì chữ ly này mới là rốt ráo rồi. Và nếu giảng dài xuống biết chúng ta cũng thấy vậy, cái duyên nó cũng vậy. Cái nhớ là hiện tượng giới. Còn cái duyên cái bốn đường ác là duyên là không nhớ nữa. Nghĩa là cái duyên của bốn đường thiện là khi cái mặt nga ngoài trong ai là da mà cái chất liệu không có cung cấp nữa thì gọi là duyên, nghĩa là tư tưởng không phát hiện được, không có chất liệu cung cấp cho nó. Tức là mặt nga ngoài trong ai là da ngoài không được, cái chủng tử lâu quá nó chìm không có ngoài ra được thì cái này gọi là duyên. Còn đối với tứ thánh thì dầu có cung cấp được thì cũng quên, mà dầu không cung cấp được cũng vẫn quên. Quên tức là không dính mắt vào tất cả những tương đối nữa. Dầu các ngài có nhớ thì các ngài cũng vẫn quên, tức là không dính mắt vào cái nhớ, mà bây giờ không cung cấp quên thì các ngài cũng vẫn quên. Tức là cái quên cũng là một cái tả. Từ ba bậc tam tôn thì chúng ta biết rồi, quên mà không quên, không quên mà vẫn quên dài dài. Tức là vẫn thiện hiện lại như thường, tất cả chúng sanh con các ngài cũng vẫn vậy. Các ngài thể nhập là mở chúng sanh, tùy thuận tất cả chúng sanh mà các ngài vẫn là các ngài. Thì theo tôi là phải theo đề nghị thôi, chứ còn không biết cái gì nữa thì sai. Mà hãy chứng mình tu nó thì nó thành Phật, một cạch thì mình thành ma, hay một mắt một con thôi, rồi thầy bữa ngày biết làm sao như vậy. Thì tôi bảo rằng tôi là đề nghị cách giảng như vậy, rồi tùy Phật tử suy nghĩ lại. Mà tôi cũng là đề nghị có cách dở là cũng phải mình tôi và tôi dạy ra, nhưng mà tôi vừa dạy duy thức, vừa dạy kinh 66, vừa dạy thử lăng nghiêm, tôi vừa dạy ba cái đó. Nhất là thử lăng nghiêm rồi đem áp dụng vào bài kinh 66, áp dụng duy thức vào bài kinh 66, tôi thấy rất là sáng tỏ. Thì bây giờ chúng ta viết lại câu số 3 này. Tôi giảng rồi nhưng mà tôi viết đánh mỏi, hôm đó tôi tính viết rồi. Tôi xin bữa đó nó khỏe con người quá đi. Tôi thấy là như là nó muốn ra. Như là đặt bước xuống được có thể viết từ 15 phút 20 phút này. Nhưng mà xin tỉnh giới ra tôi tập cho viết lại thì bắt đầu nó đau bụng. Vậy tôi không làm gì được, tôi bỏ cái sao nó không còn cái trạng thái là hứng như vậy, trạng thái gì như mất thần. Tôi lúc đó là nó thanh tịnh quá mình tính viết. Nó không biết sao rồi cầm cái viết lên rồi nó lại nó đau bụng như quặng, nó đi cầu. Thì giờ tôi nó mất hết. Thôi không biết được. Thôi giờ tôi phải tự viết. Tôi diễn tả tùm lum á. Nhưng mà bây giờ viết làm sao tôi ngắn, tôi gọn, tôi đầy đủ. Chứ mình viết theo kiểu tôi là không ai coi. Nó lăng nhăng tùm lum hết trơn. Cái này là đầy đủ nhất à. Tôi thấy nó đầy đủ nhất. Thì chúng ta phải để ba cái khổ này ra đi.
Thành ra cái khổ thọ đó, dầu cho lạc thọ khổ thọ cũng như là khổ khổ. Còn có hoại khổ, dầu cho lạc thọ hay khổ thọ thì vẫn là hoại khổ. Còn cái đất lạc với khổ thọ thì thành ra cái tứ thiền nó không phải đất lạc với khổ thọ, mà nó vẫn nằm trong hoại khổ thôi. Nó có hành khổ trong đó, nhưng mà cái bản chất của nó thiền chứ không vẫn là hoại khổ. Tức là nó là cái tứ tưởng mà. Mà tứ thiền chứ không thì nhận lầm là mình hành khổ thì chưa đạt được cái hành khổ, cũng nằm trong hoại khổ thôi. Nhưng mà nó thấy được hành khổ. Còn nhập luân thì thấy được hành khổ, nhưng mà nhập luân biết lai bất lai cũng chưa biết được. A-la-hán thì thấy được hành khổ mà cũng chưa biết được. Khi A-la-hán phát Bồ Đề Tâm thì mới là việc hành khổ được. Thành ra hành khổ phải như lai nó chấm dứt. Thành ra chúng ta giảng hồi trước gì cũng vậy, nhưng mà không có rõ. Từ này mới rõ đó. Từ này mới rõ ràng. Tôi là tập đại thành, từ này là cái câu số 3 này tôi nói thỏa mãn. Nhưng mà giờ không biết nói làm sao. Thì đây tôi thấy có nhiều người giỏi, nhiều người tóm tắt giỏi, bắn tên được hay, thì tôi nhờ số nào viết lại giùm tôi. Ai viết cũng được hết, mà ai viết hay nhất thì mình lấy cái đó làm bài mẫu, thì viết tôi chắc cũng được 2-3 bài. Thì nói rõ quá rồi, chúng ta để ba cái khổ này ra đi, rồi chúng ta giảng lên 15 mạng chúng ta. Giảng tới cái thực chứng nhập luôn, thì tất nhiên là phải do những con mắt, do xuyên sắc cần có thiện nhãn thức điểm được gỡ ba pháp này, sức do duyên sức là thọ, nhưng thọ là ái, đủ hơn cả 6 cái này thì mới gọi là sắc điểm. Nhưng mà phải giảng rõ cái thọ với cái ái à. Thọ ái của bốn đường ác nó thuộc về khổ khổ, nó khác như cái thọ ái của bốn đường thiện, thiện nó thuộc về lại khổ. Và cái thọ ái của bốn chữ thánh và ba bậc tam tôn nó thuộc về hành khổ, nó lời khác. Thì làm sao viết cho nó rõ? Tôi thấy cả vấn đề này phải có khiếu à. Tôi thì làm như có năng khiếu đó. Năng khiếu là khi tôi bất thần đó, thì tôi viết được, mà biểu tôi cố gắng mà tôi dẻo gọt thì tôi viết không được. Tôi không biết gì sao nó tùm lum. Nhưng mà bất thần trạng thái nào tôi yên, tôi tâm tịnh thì tôi viết 15-20 phút, còn nửa tiếng thì tôi viết vậy. Nhưng cái đó ít ra, ít thải đến lâu lâu nó mới có một lần. Thì cái đó thì viết thì nó đầy đủ, ngắn gọn đầy đủ. Cũng như tôi viết bài, tôi ví dụ đế, bữa đó tôi thực hiện trong hồi truyền cho tôi thấy là tôi viết được, tôi đang viết, tôi viết liền. Bây giờ tôi coi lại cái chỗ tôi không nghĩ. Viết là thể tướng dụng, thể trong thể, tướng trong tướng và thể trong tướng, tức là dị dụng. Cái chỗ là độc đáo. Khi tôi coi lại tôi không hiểu. Tôi phải suy nghĩ dữ lắm rồi mới biết là đó, mình biết sao mới biết được này. Tôi biết trong lúc mà cái đó mà ký tên là ông Sư Khang viết là tôi ăn cướp này. Tôi xong ra trong Bát Nhã tôi nói vậy, lúc đó là mình không có cái ngã. Không có trạng thái thanh tịnh nào đó mình viết được, mà mình ký tên vô tức là bắt đầu có cái ngã, là của tôi. Cái đó không có của tôi, trong một trạng thái mất cái ngã, trạng thái là cái là nhập thần. Người chứ là sức thần thì nó giúp được, còn ngoài đó là không giúp được. Đó thì nó có chiều sâu, chứ là vấn đề sáng tạo. Người có một lúc nào nó phải sáng tạo được cái bài thơ đó. Thì các nhà bác học thường thường phát minh là do những cái lúc sáng tạo. Cái lúc suy nghĩ mà tìm kiếm những cái kết quả khoa học là không ra. Mà trong một lúc nào cái này lại thấy được cái từ bạn thấy được cái mong cầu của mình. Thì cái đó kêu là sáng tạo. Đây tôi thấy có nhiều người là có thể đẻo gọt được à, thì nó cũng tạm diễn tả được. Tôi nãy giảng ở đây chắc hiểu hết rồi. Hiểu không? Có một số thì đành đó. Có người mấy 20 người, còn số mới quá thì ngày nay điếc lỗ tai, điếc không đây. Nửa lùng đường nhỏ mới nói cái gì à. Thì thôi giờ chúng ta trở lại bài kinh 66 là ôn lại cái bài cũ. Thì bài mới đúng ra tôi đợi ôn bài cũ rồi tôi muốn giảng đó. Nhưng không biết sao tôi hứng thì tôi vô tôi giảng liền. Tôi nãy là tính ôn cái bài này rồi bắt đầu mới giảng cái bài mới là cho Phật tử về, bởi vì kỳ tới ngày bữa 30 là chủ nhật thì ngay bữa thứ một tức là phải nghỉ một kỳ nữa rồi tới mùng 7
thì chúng ta học được một kỳ, tới 14 là nhầm rằm tháng 7 nữa, chúng ta nghỉ thêm một kỳ nữa. Thì tất nhiên là như thời giờ là còn tới gần cả tháng nữa. Chúng ta viết trả lời câu số 3 này. Thì chúng ta bắt đầu đi ra câu số 4. Mà câu số 3 xong thì cái nó dễ ẹt thôi. Nó dễ chứ cũng phải là nhức đầu à. Nó dễ à, phải đem cái lặng lẽ này đi chiếu vào cái kiết sử cái gì, thân và tham. Rồi tới mà kiết sử của A-la-hán thì rắc rối à. Cái đó là giữa, bởi vì cái kiết sử của tham, dục và thân nó dễ. Nó dễ là sao? Nó thuộc về vì cái là cái mặt trăng thứ nhất và thứ nhì và thứ ba. Còn qua cái ký sự cuối cùng đó mới là hành khổ bất lạc của tuổi thọ, là cái chí kiến nó phải khác. Thành cái câu đó là nếu ai cảm xúc như lạc thọ mà qua nghĩ tán cứ ở trước thì tham thì liên sẽ tùy tăng. Rồi ai cảm xúc bất lạc bất khổ thọ mà như thật biết sự tập khởi sự đoạn gì chỉ ngọt sự nguy hiểm và sự sức lên dưới cái này ứng tới một thiền sao mà sao tôi lại thấy. Bây giờ tôi viết ra tôi thấy rắc rối rồi đó, tại sao mình lại được đặt cái câu hỏi này. Tôi mới đặt ngược lại, bây giờ ai cảm xúc với lạc họ mà qua nghĩ tán tháng mà sửa lại ai cảm xúc lạc họ mà như thật biết sự tập khởi sự đoạn diệt được không? Nếu không được tại sao? Còn ai cảm xúc với bất lạc bất khổ thọ mà qua nghĩ tán tháng cứ ở trước được không? Mà tại sao bất lạc bất khổ thọ phải như thật biết sự tập khởi mà lạc họ không như thật biết sự tập khởi, tại sao vậy? Thì phải giải thích tại sao vậy cho ví dụ sau này có mà. Nếu tôi đó tôi người thiền sao mà tôi thấy? Bây giờ tôi thấy câu hỏi này là học đó. Anh đã giữa mà bất lai với A-la-hán là khác nhau rồi một chút. Anh đã bất lai chỉ việc cái tâm thiền thôi mà tứ thiền với tứ không. Tứ thiền tứ không thì dễ thật. Đừng nhìn nữa, chỉ biến sát na, nữa chỉ biến chu kỳ giữa hành khổ, giữa ngoại khổ. Còn qua mặt trăng thứ ba, thứ gì, thứ nhất là hoàn toàn hành khổ không. Nó không có ngoại. Mấy cái đó là không có ngoại khổ, chỉ hành khổ không. Còn tứ thiền tứ không, như nãy tôi kể là có hành khổ, có ngoại khổ. Còn mặt trăng thứ ba, thứ gì, thứ nhất là hoàn toàn hành khổ. Thì cái tu tập phải khác. Phải như thật biết. Như thật biết là cái gì? Sự tập khởi là gì? Sự đoạn diệt là gì? Nghĩ ngọt là gì? Sự nguy hiểm là gì? Còn sự xuất ly là gì? Trời ơi, khó à, không phải dễ. Nhưng mà nắm được câu không phải ta, không phải của ta, tự ngã của ta thì qua cái này chuyện khó nhất đầu trước thì tìm ra thôi. Cái câu số 3 này xong là xong hết rồi. Xong hết là 70-80% của cái bài. Và toàn thể Phật giáo rồi. Tôi hơi bảo giảng chứ tôi nói toàn thể giáo pháp của đạo Phật thì nhìn cái câu này là thành hết cả tiểu thừa đại thừa cả nguyên thủy luôn. Theo tôi á, tôi dám bảo giảng tôi cũng vậy, thành là cái câu này là câu khó khăn nhất của đạo Phật, là cái nồng cốt của bài kinh 66 là nồng cốt của toàn thể Phật giáo nguyên thủy tiểu thừa và đại thừa. Tôi dịch bảo giảng tôi nói vậy là cái hiểu biết của tôi thôi, còn đúng hay sai là còn phải thời gian trả lời. Bây giờ tôi cũng chưa chắc đâu. Tôi nói là theo cái bây giờ của tôi, nhưng mà ngày mai hiểu biết tôi nó khác, của tôi tính đất cao hơn, có thể tôi thấy sâu hơn. Những người đó thì tôi giảng là lớp không. Mà cái bài kinh 66 thì dường như tôi giảng lần này lần thứ ba rồi. Lần thứ nhất tôi giảng rất là hồi hộp. Nhưng mà cái tác động nó mạnh đấy. Tao sẽ giảng bài kinh rồi đi tôi nhiều lắm. Tôi giảng người trời ra mà tôi không có nghĩ qua bắt nhãn, không có hiểu bắt nhãn. Nhưng mà nó cái tác động vào Phật tử rất mạnh qua bài kinh này, biết bao nhiêu người đi xuất gia. Cuối cùng có người được, có người không thành. Như bên sư bà Hải Sư Âm bây giờ 4 năm trước tôi giới thiệu lên trển, bây giờ ông mới sống xuống được ra mua nhà cách gần đó ở. Tôi lên tôi gặp, tôi hỏi, không sống được. Vì đây giống như sư cái lối sống quen rồi, là không có dính mắt, không có làm gì, làm kia lên trển. Làm đủ thứ không có tu được, bây giờ ra ở riêng với người, ở gần sư bà rồi. Cứu nội kế hạ là qua kế hạ. Và ăn uống thì về cái nhà mình nấu riêng, ăn sống riêng. Nó khó á, thành ra Phật tử mà ở gần tôi thì cũng khó đi tu. Khó đi tu. Cái này là chỉ tu thôi chứ không làm gì hết. Không buôn bán, không làm kinh tế, không
làm bánh con thơ, con làm này kia rồi thì làm sao sống. Nếu vậy là phải đi bác. Sống đời sống gì là hết thực. Bác con xin trần nhà. Thì cái ăn là cái quan trọng nhất, cái đầu tiên của cái linh hồn sinh tử. Thì phải không cho ngàn dẫn ta muốn cùng đường sinh tử thì phải xin ăn tháng ngày qua. Thì cái trường mà nó ở là cái trường heo. Nên là trường heo thì hơi nặng. Chứ là không có sửa sang gì hết à. Không có trường xe cực lớn, không có sơn phát, không có thờ tùm lum. Chỉ có thờ ông Phật với thờ mình. Không có quan quét. Không có hào quang Đức Phật, không có này kia. Còn nếu trường lấy chi cơ vô đó thì ơi, tất cả hoặc một quán ngang cũng chưa đủ. Đi mở một chỗ mà ông một cây thôi, nó là thờ mình mấy hai ba chục gì. Trời đất ơi, tôi thấy ông xin tưởng mình đang quan lại. Thử vô đây này, thách một kia mười mấy hai cây ngang hỏi cặp đâu chứ. Tôi nói ông Phật đó. Nó còn đâu nữa. Không phải đâu. Không phải ông Phật Thích Ca nó một cái lông ngang thôi. Mười lần cô bắt đầu cầm bốn phía bên cái lông nhỏ nhỏ để bốn phía cho nó dẹp. Ông cái dùng đó. Rồi lông suy trưởng là lên nước hai ba ly nước để cho suy trưởng uống. Rồi nó trời ơi dẹp. Mấy cái vụ này là không có. Suy trưởng nào uống nước. Này còn cái gì nữa đâu uống nữa. Các nơi bây giờ cũng bắt nước theo chùa đấy. Bây giờ bắt đầu có thờ nhị tổ rồi thờ đức chi tử nữa. Mình biết là thờ tùm lum nữa cũng dễ không chừng ở lâu thì nhớ vậy. Ở đây cũng chưa biết sao á. Ngày nào tôi còn tôi cố gắng giữ thì cũng chưa chắc tôi giữ được. Người nó thay đổi tùm lum hết. Chừng đó tôi tự thấy là tôi nói cho đã rồi tôi dính mắt còn hơn nữa. Tôi giờ ăn đà thì nó tôi cho ba của mình. Tôi không có bệnh nào hết. Tôi lần tôi làm tôi đẩy tấm hình rồi tôi thấy không được bây giờ. Thì nó từ từ mình là tôi cũng chưa chắc. Thì nói thật là tôi cũng không tin tới họ. Thì Phật tử tin tôi quá tôi thấy tội nghiệp. Tôi không tin tôi, Phật tử là tin tôi, ổng lo lắm. Cái gì, ổng là một quái vật quan trọng, cái một nhân vật quan trọng. Cố gắng mỗi người cố gắng trở về với mình thôi. Mình cứ tin người khác rồi mình bỏ mình. Mình phải tin mình. Khi mình tin mình là cái quả là án, mình tin mình nổi, còn bây giờ mình gạt mình. Mình giảng mình còn không sống. Nó tưởng nhiều khi tôi giảng rồi tôi hơi xấu hổ. Mình gạt tử. Có chính đắc đâu. Hoặc nói con nói những gì con đã làm. Và con làm những cái gì con nói. Tôi nói câu đó là tôi chết. Tôi giảng là hán người tác rồi không lưu với những ai. Người có vô được là thánh hào tẩu. Thầy đó tôi nói đang làm. Vậy là mình gạt Phật tử, mình gạt mình. Nhưng mà thầy nghĩ là biết làm sao. Tôi tưởng là tôi phải rút vô là không được mà ra ngoài mà ơn vinh quang như vậy là không được. Chẳng như vậy là phải thánh quả. Không là thuộc đại dũng nữ. Tôi không phải gì. Nhưng mà tôi có dám tin tôi đã quả hồi nào đó. Tôi biết là mình chưa đáp nhưng mà chỉ tôi trình bày cái giáo pháp, cái bánh vẽ tôi nói dài cái bánh vẽ. Đề nghị với Phật tử tu tin và Phật tử cùng tu. Nãy đúng thì thành Phật chấp nhận, rồi không đúng thì thành ma. Thì phải trở lại mình chữa. Ổng nói cho mình phải quan sát lại. Mình phải có con mắt cạch thoát. Nhưng mà ở đây tôi đưa cái cạch thoát cho Phật tử nè. Luôn luôn là tôi giảng là nhất trí luôn luôn. Đó thì người lâm hạng chúng sanh. Bốn đường ác, bốn đường thiện. Bốn chỉ thánh ba bậc tâm của người lâm hạng chúng sanh. Tôi giảng là đạo Phật chỉ có giới định tuệ thôi. Giới định tuệ có bốn đường ác, bốn đường thiện. Bốn chỉ thánh ba bậc tâm của đạo Phật chỉ có tính hạnh nguyện thôi. Tướng hạnh nguyện là giới định tuệ. Đạo Phật chỉ có thể tướng dụng thôi. Thể tướng dụng là cái gì? Ông nội của giới định tuệ. Thể tướng dụng có thể tướng dụng tư tưởng, có thể tướng dụng bát nhã. Thể tướng dụng có bốn đường ác, bốn đường thiện, bốn đường thánh ba bậc tâm tu. Bây giờ tôi giảng tới tướng thiền, tướng không, tôi giảng từ địa lực nó khác với ngã nghĩ gì sao, ngã nghĩ khác với xuất tâm gì sao, xuất thanh khác với A-tu-la làm sao, A-tu-la khác với người với trời làm sao, tướng sơ thiền khác với nhị thiền sao, tôi phân biệt rất là rành. Thì tâm thiền khác với tướng thiền sao, chưa có ai giảng. Tôi dám nhị ngọ tôi giảng cho nó rồi. Tôi cái tướng không tôi kẹt, tới bây giờ tôi giảng tướng không rất là. Rồi tướng nhập lưu nó khác, nhất dẫn lai, nhất là khác, bất lai khác, chứ A-la-hán sao. Thì giữa bất lai với tướng thiền nó giống nhau chỗ nào, nó khác nhau chỗ nào. Giữa nhất dẫn lai nó giống với nhị thiền với tam thiền sao. Rồi giữa nhập lưu giống với người và trời giúp giới thì sao. Cái là căng, cái là thức. Tôi giảng nó hóa đầy đủ rồi. Nhưng có điều là tôi chưa đắc, tôi chưa sắp được. Cái đó là cái xấu hổ của tôi.
bây giờ tôi theo cái đánh vẽ này mà tôi thực hành, nếu mà trúng thì tôi thành Phật, chặt thì tôi thành ma. Thì khi Phật tử theo cái đường dạy con mà suy nghĩ lại và luôn luôn nhớ giảng cái gì thì cũng phải nhất trí. Cái này chú sư trưởng cũng vậy, sư trưởng giảng bát chánh đạo có bốn thứ: bát chánh đạo, bát tà đạo, bát chánh đạo, bát thánh đạo của chúng thánh và bát chánh đạo của ba bậc thánh tôn. Thì tôi cũng hiểu hết vậy thôi, nhưng mà khó là cái lý do chi tiết. Chi tiết là chữ ai rành, địa ngục nó khác với ngạ quỷ gì ta. Địa ngục thì tôi giảng rồi, địa ngục có thấy địa ngục là chưa có biết mà chưa có sự sống luôn. Chẳng hạn như con người mình thì mình thấy ở ngoài vũ trụ này cũng vậy, con người mình là ghen, sao là tức nổi, là đùn, là nhớt, là mồ hôi, chưa có cái biết, chưa có sự sống luôn. Thì khoa học kêu là vật lý, mà đạo Phật thì kêu là cần, tắc cần, thân cần, phương cần, vị cần, đó là địa ngục vô gián. Vô gián tức là sao? Không có cái biết mà cũng không có sự sống. Thì phải lâu đời lâu kiếp thọ khí âm dương bắt đầu mới qua thọ cảm. Chưa có thọ cảm mới qua cái cùng trần căn. Trần căn là gì? Là có sự sống mà cũng chưa có cái biết. Là mắt, tai, mắt là cái trần đen, tai là cái màng nhĩ. Có chừng nó có là khách nhớ. Cái cúc rấy nó khác, còn cái vàng nó khác, rồi cái trần đen, cái màng nhĩ nó khác. Trần đen, màng nhĩ, cái mục nhỏ nhỏ trên lỗ mũi, cái mục nhỏ nhỏ trên cái lưỡi, cái đó là từ trần căn. Nó sự sống đấy, nhưng chưa có cái đứa cái da của chúng ta. Nhưng cái đó chưa có cái đứa, tức là chưa có cảm giác, nhưng có sự sống. Chẳng hạn như cái trần đen mà nếu mà bệnh mình móc ra khỏi con mắt thì trở thành vật lý, trở thành địa ngục vô gián. Còn ở trong cái này đó là địa ngục hữu gián. Chưa có cái biết là địa ngục, nhưng mà nó có sự sống. Cái căn chúng ta đó là địa ngục hữu gián, nó thuộc về từ trần căn. Nhưng mà khi lấy đi chỉ máu rồi nó thì địa ngục vô gián. Thì chúng ta phải quan sát những cái đó, phải tham thiền để chúng ta thấy rõ trong người mình có địa ngục hữu gián, vô gián hết ngoài. Tụi cũng có cái nhà này, những cây cũng như là địa ngục vô gián, nó không có sự sống mà cũng chẳng có cái biết. Còn cái cây đó thì cái da cây, cái thân cây là địa ngục vô gián, có sự sống cũng chưa có cái biết. Cái biết chính là rễ nha, cái cây chưa có cái biết rễ, nó có sự sống đấy. Mà hãy chặt đứt cái rễ rồi thì thân cây được chết theo, nó là địa ngục vô gián. Chúng ta suy nghĩ trong người, suy nghĩ ngoài thì cũng như hết thì thôi. Và chính cái này đi tới bát nhã đây, cái này như ngập lưu phải chí kiến được thấy như vậy, thấy mà không cải sửa, không thay quá, không có người thấy, quan sát một cách liên tục, quan sát mà không có người quan sát, mình với cái cây là một. Cái bát nhã nó đi tới vậy, để khi nào chúng ta nhập vào đó thì chúng ta biết đây là bát nhã rồi. Không thì mình quan sát một có người, quan sát có người sẽ tán như tôi nói này, thì thuộc về thế giới của tư tưởng của luân. Có tôi quan sát và có cây cây được quan sát để quan sát. Còn khi tôi quan sát cây cây mà tôi chính là cây cây, cây cây chính là tôi. Tôi lặng lẽ mà quan sát thì cây cây phát hiện từ cái lặng lẽ của tôi, và tôi cũng phát hiện từ trong cái lặng lẽ của tôi. Thì cái lặng lẽ này là tất cả mà nó không là gì hết. Nó không phải là tôi, không phải là cảnh vật bên ngoài, mà nó vẫn là tôi và vẫn là tất cả cảnh vật bên ngoài. Thế các nhà phải thấy như vậy, nó hoàn toàn khác như thế tư tưởng. Nó thấy cái tư tưởng nó hoàn toàn khác, chỉ là nhận lại cái một này thôi, nhận lại cái lặng lẽ này thôi. Nếu chúng ta thấy cái con trong ông vệ thi mà dưới ông căn tử đó, thật là hay. Bây giờ tôi mới hiểu ta, đó tôi nó không có hiểu. Vệ thi lại không căn tử, không chỉ đi về căn tử tiễn ra, ra tổng, đi qua có cái cầu. Đi trong đó, đang tự cha, con cá nó lội dưới dòng suối, nó nhảy nha coi nó vui, nó nhảy nha coi nó vui vẻ là sao? Người thiên nó bắt lội, ngài không phải là con cá, sao ngài biết con cá nó vui? Người đang tự hỏi là, ông không phải là tôi, tại sao ông không biết, ông biết là tôi không biết con cá? Thì người thiên lật lại cái nữa, phải rồi. Tôi không phải là ngài cho nên tôi không biết ngài, mà ngài không phải là con cá cho nên ngài làm sao biết con cá? Thì
mắc kẹt lấy căn tử thì chúng ta thấy hai bên đối đáp nó khăn lắm. Ban đầu thì căn tử nói rằng con cá này là bị nhảy ngơ những đường suối cá nó mới vui lần ta. Thì vậy chị nói ông là biết cá chứ, ông đâu phải là cá. Tưởng căn tử hỏi ông không phải là tôi sao ông biết tôi không biết cá chứ. Thì vậy đó khăn, thì ông nói phải rồi, tôi không phải là ông cho nên tôi không biết ông. Và ông cũng không phải là cá làm sao ông biết cá được. Cái này thì mình thấy căn tử hơi kẹt, nhưng căn tử khôn. Thì nó thôi bây giờ trở lại vấn đề. Hồi nãy đứng trên cầu tôi nhìn cá, tôi mới thấy cá gì. Anh hỏi tôi không phải cá làm sao biết cá gì. Bây giờ tôi trả lời những gì, anh chịu không? Tôi đứng trên cầu lặng lẽ mà tôi biết cá gì. Vậy thì mấy thầy chẳng biết rằng này có cái thể nhập. Ông chưa thể nhập nhưng mà không biết được cái đường, cái đánh vẽ tôi thể nhập. Tôi đứng trên cầu lặng lẽ mà tôi biết con cá gì, anh chịu không? Không phải là con cá nhưng mà nhờ tôi lặng lẽ mà tôi biết cá vui, tức bây giờ tôi chính là cá. Thì con cá nó vui tức là tôi vui. Thì vậy chỉ lặng lẽ không trả lời. Thì chúng ta biết cái lặng lẽ rồi thì cũng được đó. Chỉ là hiểu được căn tử là đi vào cái thể nhập. Không phải cái nhìn của tôi tưởng nữa. Không phải là có căn tử và có con cá nữa. Mà căn tử chính là con cá. Con cá chính là căn tử. Căn tử là căn tử. Căn tử là con cá. Mà căn tử chính là vị phi luôn. Căn tử tức là tất cả. Bây giờ đâu có vấn đề biết con cá hay không biết nữa. Mình chính là con cá rồi thì mới vui, chính là mình vui. Thì cái bát nhã nó như vậy là hôm nay tôi mới hiểu. Thành ra bát nhã thì nó tự do, phóng khoáng. À, thì không khéo trở thành phóng túng. Thì chúng ta coi chừng nó một Phật một ma đấy. Thật tử nào như bắt trước cái này xuống điện thì đáng chịu ha. Nếu mình chưa thấy được thánh thứ nhất cũng chưa làm được đâu. Cái này quả thánh thứ nhì thứ ba nghĩa là biết được cái cảm giác. Và thánh thứ nhất mới biết được cái. Mà quả thánh thứ nhất cũng có cảm giác đấy. Theo cảm giác tôi cũng vậy ạ. Và có tư tưởng của lời cứu này. Chứ mà đó là tư tưởng là nhập lưu là chỉ biết có cái sắc tưởng là sắc thân thôi. Tôi lầm. Chú tỷ đây đã chú tỷ rồi. Nếu tôi không giảng đến nay thì có nhiều người tỷ là sáu căn sáu trần. Thì đó là sắc. Có người đi tới là sáu sức, có người đi tới sáu sức lương, tôi đi tới sáu cọ, sáu ái luôn. Nói cái bảo dạng của tôi nhưng mà tôi thấy rất sáng tỏ. Nếu không đi vậy là chúng ta giảng cái nhập lương mà diễn diễn không xuống bốn đường ác, giảng không chạy. Bốn đường ác là địa ngục ngạ quỷ, súc sanh a tu la, súc sanh không có tư tưởng sợ. Ngạ quỷ không có thọ cảm sợ. Nhưng mà chúng ta nên nói thọ cảm của ngạ quỷ của súc sanh nó thuộc về khổ khổ. Nghĩa là do cho thọ cảm vô vọng cảm đường cũng nằm trong khổ khổ hả? Nó cũng thọ cảm cũng tư tưởng mà khác với thọ cảm tư tưởng của loài người. Và thọ cảm tư tưởng của loài người nó khác với cõi trời dục giới. Cõi trời dục giới khác với cõi trời sắc giới. Cõi trời sắc khác với cõi trời vô sắc. Cũng thọ cảm cũng tư tưởng vậy. Mà cõi trời vô sắc lại khác với nhập lưu. Nhập lưu cái thọ cảm tư tưởng nó tương đương với nguồn và cái trời vực giới à. Tương đương rất là khó phân biệt. Nhưng mà sở dĩ nguồn với trời mà không có đầu thai xuống đến được ác là do một sự đè nén. Đè hết tất cả những cái thọ cảm tư tưởng đó là phát sinh trước. Tánh bắt đầu có luân lý. Có bổn phận, có trách nhiệm. Còn rồi thứ như thọ cảm của loài cây là không có, chỉ là vô linh lý. Không có bổn phận, chúng ta thấy con thú nó không có bổn phận, không có trách nhiệm. Thế mà cái dục vọng nó nổi lên, nó lấy cả con, cả mẹ, lung tung hết. Con người bắt đầu có cái linh lý. Biết đây là cha, biết đây là vợ, biết đây là chồng, biết đây là bạn. Biết đây là thầy, có bổn phận của chồng đối với vợ, bổn phận vợ, đối chồng, bổn phận cha, đối với con. Nó thành trẻ hết. Còn nếu loạn tả là phi linh lý, vô linh lý. Thì chúng ta phải hiểu mấy cái đó. Nó khác nhau đó chúng ta. Thành ra mình, tôi mới tiến mạnh là nhập vô là đi tới thọ tới ái luôn. Thành ra là kinh có cho hết cái đó cũng là cứ về tắt. Vô duyên tôi mắt, vô duyên tắt trần, tắt hiện nhãn.
chuyển được giữa cái ba pháp này là xuất vô duyên, tức là thọ vô duyên, thọ là ái, đúng là tất nhiên. Tôi thấy ở trong cái bài mà cái gì thì hiện hiện tiền của thầy Diên Minh, thực tại hiện tiền, thầy cũng giảng này mà thầy bám đi tới là xuất vô duyên con mắt, nhưng tất cần có chuyển giảng xuất chuyển được giữa ba pháp này là xuất và tất nhiên pháp hội cử liền. Con đọc kinh nguyên ha, đệ tử của thầy đọc kinh rất nhiều, đem chứng minh nào Marada nào các nhà ở thì không bao giờ nói tới sức, chỉ nói là do duyên con mắt, do duyên tất cần sáu căn, sáu căn đó là có gì can đảm mà đi tới sáu thức rồi, không có ai dám đi tới sáu thức rồi, thầy dẫn sáu 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 thức không, không có phải theo ai hết, mình theo cái thực tế không phải sáu thức thì cái nguyên nó khác với cái sắc pháp. Sắc pháp là cái pháp chết, sắc nguyên là cái pháp linh động và sinh động. Thì chúng ta cái bài học đó thì thầy tử không đồng ý, nhưng mà tôi thấy thầy hay, thầy nói chỉ tôi bảo dạng, tôi giảng vậy thôi. Thì chúng này càng không là tôi thực tử cái thực hành, cái sắc nguyên không phải là cái sắc nguyên chết nha. Thành ra thầy nói phân biệt là cái sắc cần nó khác, còn cái sắc pháp nó khác, còn cái pháp cần nó khác. Cái này là cái thứ là cái tương tự. Còn tôi bảo dạng tôi đi tới là sáu họ sáu ái luôn. Phật tử đây tôi thấy lên ra không ai cười vậy, không ai cười vậy. Đây đây coi kinh cho tôi, rồi đó anh coi kinh cho ông thấy ai giảng kỳ cục vậy, sáu tôi còn kỳ cục hơn nữa. Tôi phải tới thực hành để bởi vì tôi dựa vào cái cao đức Phật là nhập luân diễn diễn còn xuống đón đường ác đạo. Muốn đường ác đạo thì có thọ muốn cái tướng dữ chứ, không có sao được. Mà nhập luân phải chí tiến được cái đó, chí tiến được cái đó nó gọi là phát triển. Nhập luôn giúp được sáng ngưỡng là các bụi cũng có cái đó thì làm sao gọi là nhập luôn. Thì tôi thấy là bảo dẫn luôn dẫn cái đó. Tôi có bài bản này chứ không phải tôi dẫn ẩu, dẫn gì vừa vào đó. Vừa vào bệnh kinh sáng xa, vừa vào duy thức, vừa vào tử năng nghiêm. Thì thấy sai thì mình sai được tôi, mình tôi thấy là hãy nó sáng tỏ là tôi phạm thôi. Thì đó rồi tôi dẫn chưa sáng tỏ kỳ này là tôi thấy hơi tỏ mà. Thì như vậy là xong, thật tử vừa viết lại. Thì đây tới đó không còn về một tháng à, thì mình nghĩ thì nếu chúng ta làm công việc nữa thì chúng ta học bài trước thôi. Thì có 14 ngày nghỉ nữa rồi à, 30 nghỉ rồi, 14 nghỉ rồi. Thì 23 tháng sau chúng ta bắt đầu học bài. Thế là bắt đầu là mới trả từ bài thứ 3, câu số 3 này đó. Thì chúng ta mới đi vào câu số 4 được, không là không có đi được. Thì câu này tôi thấy khó cho Phật tử đấy à, nhưng Phật tử tôi thấy đã giỏi. Thì ráng nặng đầu, dẻo đọt rồi làm sao cho được cái bài này. Cái được cái câu này là câu này thì chúng ta mới chạy suốt mà kinh báo cáo hàng thua là dừng ở đây nữa. Chúng tôi là tôi với con nội thật là tôi không có, không có cái sướng không khả năng gì. Thì tôi phải giảng cho Phật tử rồi nhớ là không có ghi hết vậy, hết vậy là lập kết nữa á, nó phải làm sao là đúc kết lại cho ngắn rồi nhưng phải đầy đủ à. Cái đầy đủ là khó, cái rõ ràng muốn ăn không rõ ràng được rồi đó, nhưng mà làm sao ngắn gọn và đầy đủ. Nhưng mà đối với người có trình độ cái tử được ta thấy nó rõ ràng nó dùng quá cách hiểu rồi. Cái số những người mới mà coi vô thì thôi chịu thôi, những cái gì kỳ coi không nghe ai giảng gì thì nói, và không nghe ai giảng gì vậy. Mỗi cái tiếng không tôi thấy chưa có học giả nào giảng hết, còn giảng cũng đem cái rắc rối người ta. Nhưng mà nếu đem cái duy thức vô đó, cái đối cánh cảnh đối chất độc ảnh này hãy tôi chưa giảng tới tam thiền, cái tam thiền nó khác nữa. Tâm thiền lại có là họ khổ thọ và nó ăn qua mặt căn thứ 10, ăn qua một chút thôi thì đây là duyên thông đấy. Còn từ vị thiền cơ thiền tới xuống là hoàn toàn cực nữ, không có duyên thông. Thành ra cái tâm thiền nó khác là khi cho lúc trong đó đó thì cái thân có lúc có, cái lúc mất. Thân lạc tâm lạc mà chúng ta nên nhớ. Thì tôi có giảng cái này rất nhiều. Nó khi mình sắp sửa uống nước mình nghe đó thì cái thân mình sắp sửa an và cái thân cái tâm mình nó hiểu, cái hiểu nó khác như cái lạc tức là chưa uống đâu, nhưng mà biết rằng cái thân mình sắp sửa đã khác, sắp sửa cái chưa uống rồi, bây giờ uống vô thì nó đã quá rồi, thì bây giờ mình lúc gì lấy gì mất thân, toàn thân đều là lạc họ, thân như cái lạc họ không thân được được. Thì cái này nó giống như cái nhị thiền là hư minh gia nói chứ sao, lúc thì là chủng tử hay là điện tử, lúc là hào quang, lúc là ánh sáng,
muốn sáng bất điện tử thì chúng ta nói là vậy. Cái mặt trăng thứ hai thì nó hư bên đây nói, nó lúc là ánh sáng, lúc nó là điện tử. Thì ở đây cũng vậy, lúc là điện tử nó là sắc thân, sắc trần, lúc nó là điện tử nó là sắc trần, lúc là nó là cảm giác là ánh sáng. Thì hai cái này nó dung thông, khó mà phân biệt được. Nhưng mà cảm giác là họ với cái sắc thân thì nó thuộc về thế giới luân hồi. Còn cái hào quang với cái sắc trần, tấm cảnh thì nó thuộc thế giới giải thoát, nó thuộc về vật nhã. Nhưng hai cái mình phân biệt không được. Thành ra khi mà tứ thiền mà đi xuống tam thiền rồi thì nó thấy được mặt trăng thứ hai. Thì từ đây đó là chúng ta có tánh cảnh của mặt trăng thứ hai, thiền lượng tánh cảnh và đối cách cảnh của tư tưởng tứ thiền và độc ảnh cảnh. Chúng ta nhớ hồi nãy tôi nói là không vô biên thức, vô biên giới, tự phi phi tưởng rồi mà cái đi xuống đâu chưa có nói. Thì ở đây nếu mà tới tam thiền tứ thiền đó thì có là tánh cảnh tạo đối chất, còn tam thiền đó thì tánh cảnh tạo đối chất và thập ảnh. Nếu bắt đầu có cảm giác, có tình rồi, có tình là đạo tánh cảnh, tức là nghiệp nghiệp đấy. Còn cái tứ thiền là cảnh nghiệp, cảnh nghiệp thì tôi thêm cảnh nghiệp, nghiệp nghiệp mình nói là nghiệp lấy từng lớp nữa. Nhưng mà nó sáng tỏ, nếu ai mà có cái số vốn rồi thì thấy nó sáng tỏ. Cảnh nghiệp tức là cái nghiệp chung của mỗi người. Chẳng hạn như tôi thấy nước thì chư Phật tử cũng thấy là nước, thì nó là cảnh nghiệp của loài người. Còn các nhà khoa học thì thấy nước hai ô là cái cảnh nghiệp của các nhà khoa học. Còn quả trời thấy là luôn luôn là cảnh nghiệp của mình, nữa là cái cảnh nghiệp chung của một số người. Nhưng mà nước ra thì tôi lại ghét, tôi lại sợ nước. Còn quý Phật tử có nhiều người thích nước ngày tắm hai ba lần, thì cái này là việc nghiệp của từng cá nhân chứ không có chung nữa. Nên nhớ thì thành ra đây cũng vậy, là mặt cái tam thiền đó là có liên can với tánh cảnh một chút, nó dung thông một chút cho người sinh con người với cái thế giới mặt trăng thứ hai. Nó rất là như thế. Mặt trăng thứ ba là thô tháo, mà tứ thiền nó dung thông được hầu như hết. Từ cái này nó như thế là nó dung thông được một chút thôi. Thành ra trong di tích nó nói đó là tánh cảnh của mặt trăng thứ hai nó có lạc thọ và khổ thọ. Người đó tôi không hiểu, nhưng nói tại tánh cảnh mà làm sao có lạc thọ khổ thọ. Tánh cảnh là bất lạc bất khổ chứ, mà tại sao có lạc thọ khổ thọ? Bây giờ tôi mới hiểu là nó chuyển tiếp từ bất lạc bất khổ thọ qua cái này thì nó dính một chút lạc thọ khổ thọ, thì chính là tam thiền. Thành ra tam thiền chúng ta phải nói là tánh cảnh đối chất và độc ảnh ở đối chất. Còn tới nhị thiền thì khác. Nhị thiền thì không có đối chất, không có tánh cảnh nữa, nhưng đâu có lấy cái tánh cảnh mà chụp nữa là sửa nữa, nó đâu có thấy được tánh cảnh. Mà nhị thiền đó là đối chất và độc ảnh. Đối chất là nó tạo ra, nó chụp ngữ lên đó thôi chứ nó không thấy được tánh cảnh. Đối chất là tư tưởng, mà độc ảnh là tình tưởng bằng nhau thì cũng cái giảm đời cũng nhất trí thôi. Thì lúc đấy bình tưởng bằng nha, tức là đối chất năm phần thì độc ảnh năm phần. Thì tới Atula thì đối chất còn có bốn, mà độc ảnh tới sáu. Thì tới thức sanh thì cái độc ảnh tới bảy, mà cái đối chất có ba. Tới nhà nghĩ ra thì độc cái độc ảnh tới tám, mà đối chất có hai. Tới địa ngục ngũ gián thì cái chính, cái độc ảnh chính cái này có một. Tới địa ngục ngũ gián là không có đối chất, không có độc ảnh luôn, không có sự tống thời luôn. Thì nói rất rõ ràng, chúng ta thấy rất rất là hay. Chúng ta dùng danh từ khác thôi, cái cực cũng vậy, nhưng mà nó sáng tỏ vô cùng. Bây giờ hiểu chưa? Lại muốn biết thêm thì viết cho nó rõ, rồi rõ chừng nào chết chừng ấy. Nếu tôi không ai qua được hết, chỉ còn có pháp hội này coi thôi, còn cái dư lấy người ta xé bò đi bán thành giới dụng. Bây giờ tôi thấy những con này ra mà không kháo là không ai xài hết, chỉ còn pháp hội mình thôi. Và ai có di tích sâu ha thì đỡ khó. À,
Thì nó kêu rồi tôi lên chỉ định sư trưởng thì có một cái cơ sa đế. Chỉ nghe cái băng sư giảng hay quá. Thì nói tôi cũng xuống tôi nghe ai giảng hay vậy. Con tính chuẩn bị con xuống tài dinh học như thức tôi sư. Tôi xuống đây thì có để thời giờ cho con được không? Tôi nói được mà con như thức rồi con phải cạo đầu ấy. Con sao kêu vậy? Để làm sư cô mới đủ thời giờ học. Thì tôi không hoàn thành dùng linh rồi lại sinh kế ăn mặc ở bệnh tôi có gia đình không có. Bây giờ tôi phải xuất gia, tôi không bệnh ăn mặc ở bệnh người kia không nhà, không cửa, không tiền, không bạc thì tôi học như thức mới nổi. Nó khó lắm. Tôi có trả lời sao? Tôi giới thiệu cho con sư cô đi. Con xuất gia liền. Con chuẩn bị lâu rồi con xuất loài không gặp sư cô nào hết. Con nói thiệt với tôi, sư cô còn bệnh gấp 3-4 lần con. Con về là con rảnh hơn sư cô nhiều. Sư cô bây giờ đi nghỉ đạo nè. Đi làm thánh bán công thương nè. Đi làm Phật sĩ nè. Tối ngày không về đánh bằng con. Bây giờ sư xuất gia con xuất gia liền. Nhưng mà sư giới thiệu chỗ nào mà không làm kinh tế. Tôi cứ hỏng. Tôi nói thật quá mình nói chuyện đó. Kiếm đây bây giờ. Tôi nói nếu kiếm được là Phật tử đây tôi dễ đi hết rồi. Không còn người nào. Ở đây tôi cũng tin xuất gia mà tôi cũng kiếm không có. Tiếng tôi là bên kia tôi là tôi chạy tôi đâu có biết ai đâu. Bên trong tôi còn kiếm không thấy mà mình cứ nói bên đây. Mình cứ thấy là thời buổi này là khó tôi đấy. Bởi vì xuất gia phải rảnh rỗi. Không tiền, không bạc, không nhà, không cửa, đi xin ăn rồi ngày đêm cứ tham tiền nghiên cứu. Tôi thấy một thời Đức Phật này đã đắc là không phải người đoạn. Không phải đoạn, không bây giờ tôi thấy bây giờ sinh thực tử còn lâm lợi hơn người xưa. Thật sự là con nít bây giờ nó hơn hồi tôi còn nhỏ. Người xưa thì tôi thấy nhiều nó thông minh vô cùng. Bây giờ có người khôn người xưa. Thời Đức Phật mà lúc tùy theo còn lại đó thì không bằng mình bây giờ. Nhưng cái hoàn cảnh các ngài rất là tưởng tượng. Các ngài không có một chữ viết, không có một chữ kinh. Chỉ có một chữ kinh sống thôi. Đó là Đức Phật. Thì xin đó có kinh. Không có một chữ viết. Phật giảng rồi 49 năm rồi không có một chữ viết. Khi Đức Phật tịch rồi cũng chưa có kinh sách gì hết. Phải mấy chục năm về sau. Phải là mấy chục năm rồi Đức Phật chết rồi đâu còn gì nữa. Ai để trình chiên lại. Thì trình chiên rồi cũng chưa được viết. Thì sao viết trong lá buông. Thì chúng ta bây giờ sách vở đầy đủ. Thì chúng ta là con người xưa. Thì con là con đời á. Phải là con đạo. Còn xưa người ta làm gì Đức Phật. Chúng ta coi cái đời sống của tôi thì theo hậu tạc ứng. Cứ ứng. Tôi mình gặp gì tôi cũng đặt tôi nói chuyện. Mình không thua đâu. Sáng thức dậy nha. Người thiền đã rồi. Đi bác. Đi bác là kiếm gốc cây hay là chỗ nào đó đổ cơm. Hay là gì chính xác. Đổ cơm rồi xong rồi xong thiền. Thành thường thì tới năm có giờ chiều lên lễ Đức Phật giảng pháp cho nghe. Từ tối thì mỗi người nốt cây nhập định. Cái vườn là mấy trăm mẫu. Cái vườn mà chúng ta thấy là kỳ đà tôi đặc biệt. Cái vườn đầy đủ tự nhiên. Chúng ta không làm gì hết. Không tiền, không bạc, không nhà, không cửa, không vợ, không con. Tối ngày là cứ đi nghe pháp rồi tìm đánh trong thiền định. Thành được có nhiều cái Đức Phật giảng sơ sơ là các ngài biết rồi. Giảng vào cái con người của mình. Rồi tới ngày mình cứ trở về con người của ngài, ngài đụng tới là mình hiểu liền. Còn bây giờ ngài thanh thơ từ chút cho mình cũng chẳng biết gì hết. Thành ra Đức Phật nói các con người sao là sống sai chết một. Sống thì mình sai đúng. Thảo Phật là gì? Trí tuệ là gì? Trí tuệ là phải hiểu biết gì. Thành ra cũng thấy đạo Khổng cũng hay là Khổng Tử cũng là cái chỗ đó. Khổng Tử gặp và ông Tử Cánh. Những tướng Tử Cánh đưa lễ ngài ngài hỏi Tử Cánh. Nhân là gì, trí là gì? Người như thế nào gọi là người nhân? Người như thế nào gọi là người trí? Thì thầy Tử Cánh trả lời. Nhân là làm cho tất cả mọi người đều biết mình, đều thương yêu mình gọi là nhân. Thì chúng năng đạo Phật kêu là từ bi này. Là nhân là làm sao cho tất cả mọi người đều thương yêu mình thì đó gọi là nhân. Còn trí là làm cho tất cả mọi người đều biết mình thì đó gọi là trí. Từ bi và hiểu biết, từ bi và trí tuệ, trí là trí tuệ. Còn nhân là từ bi. Từ bi đó là làm cho tất cả mọi người đều thương mình
còn trí lòng tất cả mọi người đều hiểu biết mình. Cũng tưởng là ông chưa hiểu đâu, ông chưa biết là ông ra đi ra rồi tới thầy tăng tâm vô. Thì cũng tưởng hỏi tăng tâm như thế nào là nhân, như thế nào là trí. Hết giờ hôm nay coi lòng mình giờ tối còn có 15 phút nữa thôi, thì tăng tâm mới trả lời. Người trí là người hiểu biết tất cả mọi người, người nhân là người thương tất cả mọi người. Thì Khổng Tử cười cười, ông hơi hơi hiểu, ông hơi hơi hiểu đạo. Cái kia là làm cho tất cả mọi người đều biết mình. Cái này ổng định nghĩa lại là mình phải biết tất cả mọi người, đó là trí. Còn cái kia là làm cho tất cả mọi người đều thương mình. Lần này là mình phải thương tất cả mọi người. Thì đó gọi là nhân. Ngài cười cười nói ông hơi hơi hiểu đạo, tức là chưa có đứng đạo, chưa có đứng chánh pháp. Tôi đi ra hết thì có ngàn hồi chưa, một người đệ tử lớn nhất nha, tôi nói phải hồi như thế nào là nhân, như thế nào là trí. Thì ngàn hồi trả lời, thưa thầy, nhân đó là mình biết thương mình, còn trí là người biết hiểu mình. Ông mới chính là đạo, ông mới chính là người chánh đạo. Chí là hiểu biết cái gì? Hiểu biết mình. Nhân là gì? Nhân là thương, là thương mình. Mình có thương mình mới thương tất cả được. Mình có hiểu biết mình mới hết người khác. Mình mà chưa biết mình mà muốn biết người khác làm sao biết được. Tự độ rồi mới độ tha, đạo Phật cũng thế. Tự giác rồi mới giác tha, có Đức Phật là nói mình ra mình giác tha bao giờ. Bây giờ chúng ta đi ngược lại, chúng ta đi nghĩ lại, chúng ta đi bố trí, chúng ta làm Bồ Tát, Bồ Tát dẫn con, thì chúng ta không biết mình là ai nữa. Chúng ta muốn cho tất cả mọi người được thành Phật, giảng sanh về cực lạc, không biết mình có giảng sanh hay không. Trời đất, tôi thấy đau lòng đấy, nói ra thì đau lòng, mình không nói thì không được. Thành ra cái bài tôi giảng nhiều bài, cái bài hướng thẳng về trách nhiệm đấy. Thì một chàng trai trẻ mà chở mà ông vua là ông thầy dạy đạo, thầy dạy chủ nghĩa, là người cha này, là vợ này, là con này. Rồi đi ra ngoài biển mà khi sống được biển mà rộng rồi đó thì giết ai? Với bổn phận trách nhiệm thì chúng ta thấy khó xử đấy. Cha quan trọng hay là thầy quan trọng? Cha thầy vua ai quan trọng? Rồi vua rồi con vợ ai quan trọng? Nếu mà đặt đủ phần trách nhiệm như chúng ta mà có người có trời, người biết lý, người có giải quyết, ai cũng có cái lý do cả. Có người chơi vui quan trọng thì nhất là chơi vui mà đảo quyền thiên hạ thì rất đúng rồi. Một ngày không có vui thì cả cuộc trời này đều loạn hết. Có người nói nó không có cha làm sao có mình. Cha là quan trọng, có cha mới có mình. Có người nói nếu không có vợ làm sao có người nối dõi, đồng họ chưa hết. Có người nói con quan trọng, nếu người con là nối dõi, giờ ai quan trọng đây? Chúng ta muốn đặt đối phận linh lý cách gì là chúng ta không giải quyết được vấn đề, có vô lượng vấn đề giải quyết mà nó tranh chấp vấn đề cái. Chúng ta thấy cuộc đời rối rắm là do linh lý. Thành ra ông lão tử mới nói, muốn theo đạo thì tất cả đều yên, mà mất đạo thì còn đức, mất đức thì còn lễ, mất lễ thì đòi loạn. Để tôi coi trong đạo đức tình tôi không hiểu. Cái đạo đó là Đức Phật, tức là cái tình chứa hết tùy tình tất cả chúng sanh không dính mắc thì đó là đạo. Đạo Phật bây giờ không còn đạo Phật nữa, thì còn Đức Phật. Mất là gì? Đức Phật tức là tình chứa bao tình, đó là cái gì tổ. Mất Phật thì còn tổ. Mất đức nữa thì còn lễ. Lễ là gì? Là minh lý. Bốn phận lễ là đời trời đối chàng trần, đối với vợ mà cha đối với con. Mất lễ nữa thì đời loạn luôn. Tức là đời lũng sụp. Thì bây giờ chúng ta thấy là đời loạn luôn rồi đấy, mất lễ luôn. Chúng ta thấy cây mất chưa? Đang văn minh, cuối cùng một người đàn bà tới 7-8 người chồng lấy rồi đi dị ăn như ăn cơm biển. Rồi bắt đầu rồi. Đúng rồi, cảnh này là cảnh khổ. Thì bây giờ con người chết giới ta biết làm sao?
thì bây giờ cầu giảng sanh thôi. Cầu giảng sanh nghiên cứu cái điện này là chết luôn, nhức đầu, nhức bao nhiêu người chạy. Cái này là đi tới đích, người đi tới đạo, chứ là dứt bỏ cái lễ. Cái linh lý là căn trước biết bao nhiêu chuyện. Nếu không có linh lý thì đời loạn. Linh lý là cái bàn đạp để bước lên cái đích. Cái đích là để đi tới cái đạo, cái đời đạo thì đời tiên duyên đó. Mình lại tự nhiên với chúng đạo đức chung. Thì chúng ta thấy nó nghiên cứu kỹ thì chúng ta thấy sáng tỏ mọi vấn đề trên. Cần phải có linh lý. Linh lý chướng ngại trên con đường giải thoát. Không linh lý thì xuống con đường ác. Cái khối nhớ nhất của chúng ta là phải hiểu chỗ đó. Linh lý là gì? Là ý chí. Ý chí mạnh mới có thể giúp được những cái thèm muốn, những cái ham muốn đè nén nó xuống. Nếu cái xiềng vàng đè, cái xiềng tắt. Rồi cái hạnh phúc chúng ta nằm ở đây là niết bàn chết. Từ cái xiềng vàng này phải bứt xiềng để đi qua cái giải thoát. Phải có một sự nhảy vọt. Mà nhảy vọt gì đâu. Nhảy vọt gì quá. Cái những dĩ dãn đã héo tàn. Nhảy vọt gì tương lai với cái mộng tử duy vô. Thì chết. Nhảy vào cái hiện tại để biến hiện tại thành cái hiện tiền. Tức nhảy vọt cuộc sống này. Thấy cái bắt nằm trong cái tư tưởng. Thấy cái bất diệt nằm trong cái sinh diệt. Thì chúng ta thấy cái bài gì giác như vậy năng thì thấy nó rất sáng tỏ. Thì phải có vậy thôi, tôi bắt ngã là vậy thôi. Nên tôi nói hết vậy thì vậy đang nghĩ chân. Ông đi ba giờ cũng chấm tức trường. Ở nơi con lại bước từ đâu mà ngã mạng. Ông có lễ gì cho lời kiếm cho tôi, không có lễ lại. Này nói thanh tử là đại sự. Vô thường nó chấm nó bỏ đó mà lễ lại. Tôi chưa kịp lễ là tôi chết rồi. Thì vậy nên tôi phải ra về. Có hỏi gì đó, thử là vậy nên tôi pháp môn nào. Nếu pháp môn lỏng bỏ đi về gì. Đây không phải là tổ. Tổ mà còn có pháp môn. Người ta nói tại sao không ngay cái sanh tử mà thể nhận cái vô sanh. Sao không ngay cái vô thường mà nếu chi cái chân thường. Để có pháp môn. Sanh tử đâu phải là đại sự. Nếu ông chấp nhận chính là đại sự. Mà ông ngay cái sanh tử đó thì ông thấy cái vô sanh. Thể nhận cái vô sanh. Ngay trong hiện tượng giới này đó, ông đừng có đi theo cái tập trung nữa mà ông trở về cái lãnh lẽ. Cái lãnh lẽ thì vô sanh, ông thấy mà tập trung là cái sinh tử. Thì ngay cái sinh tử ông thể nhận cái vô sanh ngay. Có pháp môn gì đâu. Thì hai con đầu này chúng ta thấy là trong kinh Kim Cang cũng vậy mà nó đổi cách khác. Dân hà hàng của kỳ tông. Dân hà an trụ kỳ tông. Làm sao để an trụ cái tâm, làm sao để hành trụ cái tâm. An trụ cái tâm là phải lặng lẽ. Cái tâm mình sanh diệt, bây giờ ngay khi sanh diệt mình thấy cái bất sanh bất diệt ngay trong đó. Thì đó là chỗ an trụ. Chứ đâu có an trụ ngay đâu, an trụ ngay khi sanh diệt. Nó làm sao để an trụ cái tâm. Ưng vô sở tự như sanh kỳ tâm là không an trụ vào đâu hết. Tức thì là an trụ đấy. An trụ ngay cái sanh diệt thì cái bất sanh diệt nằm ngay trong đó. Vân hà hàng của kỳ tâm làm sao với hàng của kỳ tâm. Cái tâm nó là vô thường. Mà mình chạy trốn vô thường mình kẹt vào pháp cách. Vô thường mình cứ nhận nhận theo nó, mình cứ tùy thuận trong nó. Tùy thuận chứng duyên vô cái này. Thì cũng kết quả chứng duyên. Thì cứ nhịp nhàng theo cái vô thường đó. Thì cái đó là vô thường. Nó lấy cái bất sanh bất diệt mà tùy thuận với cái sanh diệt mà dẫn giữ cái bất sanh bất diệt thì đó là biểu chi được cái vô thường, thành ra cái biểu chi nó khác, còn cái thể nhận nó khác. Thể nhận là trở về cái vô niệm, biểu chi là vô niệm mà dẫn niệm dài dài thì hàng của kỳ tâm tức là ông theo cái vọng tâm ông tùy thuận trong nó thì tất nhiên là ông hàng phục nó. Hàng phục nó có nghĩa là không hàng phục gì hết. Hàng là kiểu, phục là con xếp vì lý sự, nó chỉ vì lý theo ông. Đức Phật hàng ma không phải là giết ma, mà là nhắm dẫn cái ma. Thành hai câu hỏi đó một câu của A-la-hán, câu của Bồ-Tát.
ta thấy mình nhiều cách mới càng sửa tầm lưng mình rất mạnh nắm được thì chỉ có vậy thôi. Bởi vì mấy người đặt hai câu hỏi, hỏi hỏi có A-la-hán, câu hỏi có Bồ Tát Như Lai. Từ trần thế kinh kim cang được câu của tôi không, câu có gì vậy? Nhưng các ngày sửa tới sửa đôi danh từ chúng ta điên đầu hiểu nắm được thì phải ô, cũng vậy thôi. Mà cách tới làm sao? À, cái này là cái chân. Thì phải cách tôi đối chuyện, mà đối chuyện như thế nào? Không rành. Tôi giảng rồi rất là đối chuyện là niệm Phật đến từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đến, niệm Phật đến 1 người là tầm, niệm Phật khỏi đến là tác. Đến từ 1 tới 10 là từ hôn trầm, tác đó là trừ nhiên. Từ khói cần niệm Phật là trừ tâm. Tìm đắm trong trạng thái niệm Phật là trừ cái phóng dật. Phải tìm đắm trạng thái niệm Phật là trừ cái tham dục. Thì phải đi theo cái đó. Nhưng mình có yên tâm trong cái đó đưa tới hạnh phúc. Của cõi gì trời, sắc giới không có nữ càng không có nam nữ. Sống với cái hạnh phúc tự mình tạo lấy. Nhưng cái này còn kẹt. Kẹt vào tham dục, tướng tiền dứt tham dục. Nhưng mà giúp bằng cách đèn ừ, tới đây là qua bát nhã niệm đừng có qua tứ không. Tứ không nếu tôi chỉ chi mê bởi vì cái cảm thấy nó mong lưng. Nhưng mà tứ không nếu mà được vào trong đó, nếu mà mình ở trong đó thì nó bằng với A-la-hán. Nhưng mà tại sao mình không bằng với tôi tự biết không? Sướng quá rồi. Nhưng mà chúng ta mới nhớ cái gì sướng mà sướng cái tư tưởng này nó kẹt là cái nhàm, chán. Do chỗ đó mà các ngài mới tả tứ không xuống, mà hãy xuống rồi thì trở lại không được, định quá tải rồi. Chứ bên tứ không làm sao mà quá tải được. Cái tâm nó quá như thế. Nó lâm lâm của một trạng thái bất lạc khổ khổ của bác nhà. Thì đâu có cái gì định tứ thiền mà chúng ta thấy là tam tai không đụng được. Thành trụ vậy không là quả tai, thủy tai, là không tai không đụng tới tứ thiền. Nó bắt con không bị có nói được. Thì làm sao mà đứng hồi? Ở trong đó hoài được không? Chán. Chưa có tưởng lấy chỗ nào cảnh đẹp nhất ra ở thời gian là chán. Một năm, hai năm rồi cũng chán sờn. Để chán rồi bắt đầu dụng động đi trở ra. Xuống ở tam thiền, nhị thiền rồi đúng một cái là quá tải rồi. Rồi bắt đầu bò trở lại tôi lên nữa. Rồi làm chán trở xuống nữa, rồi tu lên nữa. Rồi cái vấn đề bát nhã là không có nhàn tản, không có vấn đề. Thì nó thuộc về cái vô lượng vô biên. Phải nắm vững mấy cái đó rồi mình vô trong đó rồi mình đi. Thì chúng ta đi thẳng tới đạo Phật. Đạo Phật khó khăn chứ không phải dễ. Nó là rắc rối à, nó phức tạp. Nhưng mà nếu có thì giờ hiền ảnh mình thấy được hết. Mình không hiểu là ai có thì giờ. Không có người nào có thì giờ á. Con bệnh cái này, con bệnh cái kia, con bệnh cái nọ. Thì từ đó con sắp chết yên hết, con vui là vui, con tu luôn. Chết, thời buổi này là thời buổi là giật chất lên, phương tiện quá đầy đủ. Vậy là chúng ta có đủ phương tiện để mà thay thế cái cô đơn của chúng ta. Cái trống rỗng, chính cái trống rỗng cái mới là thật sự, thật sự. Thì chúng ta rất sợ. Tới đây ngồi 2 tiếng ngồi đó, thôi mệt rồi, tôi tính là nói thì từng tiếng à, còn tiếng một tí cả bài này không trả gì, mình tôi đọc tối rồi. Nghe thấy là lỗ tai nha, thì kia tối là bắt đầu làm bài á, cái bài này tôi biến bữa bây giờ trước á.